Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 771, kế hoạch tạo thần. Hả, thuốc biến đổi gen, Ngô Bình rất tò mò về thuốc biến đổi gen, bây giờ gặp đương nhiên anh phải lấy một ít về nghiên cứu. Ngô Bình nhanh chóng đi vào một phòng thí nghiệm có thuốc biến đổi gen, khi cửa vừa mở, anh đã cất ngay 12 lọ còn nguyên vào trong nhẫn chữ đồ. Đúng lúc này, có một bóng đen lướt tới, một cú đấm sượt qua. Ngô Bình nhanh chóng tung quyền đánh trả. Quỳnh! Một tiếng động mạnh vang lên, hai người tách nhau ra. Ngô Bình ngạc nhiên vì người này rất mạnh. Anh nhìn thì thấy đó là một người thanh niên châu Europa, lông tóc toàn thân đều có màu vàng, dáng người cao hơn 2 mét, tay dài qua gối, mắt xanh. Rõ ràng hắn cũng rất ngạc nhiên, vì hắn là cường giả đã dùng thuốc đột biến gen, đã thế còn tấn công Ngô Bình một cách bất ngờ mà vẫn không làm gì được anh. Nước biển bập đầu tràn vào đây, Ngô Bình gẩy ngón tay, vừa tiếp các lọ thuốc vào trong nhẫn chữ đồ. Người đàn ông tóc vàng nổi giận rồi hét lên, sau đó tiếp tục tấn công anh. Ngô Bình cười lạnh nói, không biết thân biết phận, nói rồi, anh thi triển thần Long Băng Thiên. Bụp! Người đàn ông tóc vàng bị đánh bay mấy chục mét rồi ngã mạnh xuống một đống máy móc, sau đó há miệng hộc máu. Thấy tuyệt kỹ của mình không đánh chết được hắn, Ngô Bình hơi ngạc nhiên, nhưng anh mặc kệ. Sau đó vơ thêm các lọ thuốc đang trong quá trình nghiên cứu khác vào nhẫn chữ đồ, sau đó ra ngoài theo dòng nước chảy. Ngô Bình nhanh chóng xông ra căn cứ đáy biển rồi ngoi lên mặt nước. Nhân bì nhả linh xà ra, sau đó hai người cùng ngồi trên nhân bì rồi rời khỏi nơi đó. Linh xà đã hôn mê, Ngô Bình cho anh ta uống ít thuốc rồi chuyển ít thuần dương tiên lực vào. Cứ thế, khi nhân bì bay về tổng bộ Thiên Long thì linh xà đã dần tỉnh táo lại. Anh ta mở mắt thì phát hiện mình đang đứng trên nóc nhà, đối diện với một người thanh niên xa lạ. Anh ta cảnh giác hỏi, cậu là ai? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình cười đáp, Linh Xà, anh đừng sợ, tôi là Ngô Bình thủ lĩnh mới của Thiên Long. Chúng ta đang ở tổng bộ, anh an toàn rồi. Linh Xà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, chúng ta về nước rồi ư. Là cậu cứu tôi à? Ngô Bình gật đầu, anh bị hôn mê. Tôi vừa cứu anh, giờ anh thấy sao rồi? Linh Xà, tôi ổn, không ngờ tôi còn sống để về nước. Ngô Bình, Linh Xà, anh là quốc bảo rồi đấy, xuống dưới nghỉ ngơi thôi. Nói rồi, Ngô Bình dẫn Linh Xà xuống một căn phòng của tổng bộ, sau đó kiểm tra cơ thể anh ta. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì mới gọi thành viên của tổng bộ tới. Thấy Linh Xà an toàn trở về, ai nấy đều kinh ngạc rồi tỏ vẻ khó tin. Trịnh Hoài, thủ lĩnh. Cậu làm thế nào vậy? Ngô Bình, cái đó không quan trọng, mau báo cho cấp trên là Linh Xà đã được cứu, để họ cho người đến đây. Bây giờ, Linh Xà đang cảm thấy rất ổn, gặp đại nạn mà vẫn qua khỏi, anh ta rất biết ơn Ngô Bình, thủ lĩnh, cảm ơn cậu. Ngô Bình cười nói, anh là anh hùng của dân tộc, dù thế nào thì đất nước cũng phải cứu anh về. Sau đó, anh hỏi tiếp, Linh Xà, anh nằm vùng ở đó nhiều năm. Có biết kỹ thuật đột biến gen của Mễ Quốc phát triển thế nào rồi không? Mắt Linh Xà ánh lên vẻ lo lắng, bây giờ, Mễ Quốc có thể chiết xuất gen từ hài cốt của các thần linh thời viễn cổ, sau đó cho vào trong gen của con người hiện đại. Đó chính là kế hoạch tạo thần của họ. Dù khả năng thành công còn thấp, nhưng đã có trường hợp thành công rồi. Những người có gen của thần linh đều mạnh lắm. Ngô Bình cau mày, cho gen của thần linh vào cơ thể con người hiện đại ư? Linh Xà, ban đầu tôi cũng thấy rất bất khả thi, nhưng họ vẫn làm được. Hai người vừa trò chuyện được một lát thì có một tốp người đi vào, một người trong số đó nói với Ngô Bình, thủ lĩnh Ngô, tôi là Phí La của Tiên Viễn, xin lỗi cho tôi mượn nơi này để nói chuyện với Linh Xà một lúc. Ngô Bình, được, sau đó anh cùng những người khác đi ra ngoài. Ra ngoài rồi, Trịnh Hoài cười lạnh nói, người của Tiên Viện ngông thế không biết, họ không nghĩ nếu không nhờ thủ lĩnh thì họ có gặp được Linh Xà không à. Trần Tố, hậu thuẫn cho họ là các thế lực lớn thuộc địa tiên giới đấy, nhìn chút đi. Thấy thế, Ngô Bình hỏi, mình cứ làm tốt việc của mình, còn đâu kệ họ. Trịnh Hoài nói, vâng. Ngô Bình đi tới nơi ở của thủ lĩnh, đó là một căn nhà độc lập. Phía bắc là một ngôi nhà nhỏ 5 tầng, đằng trước có vườn hoa, cảnh vật khá đẹp. Không lâu sau, Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đã tới, họ mới nhận được tin Ngô Bình được bổ nhiệm làm thủ lĩnh. Sư đệ. Chúc mừng nhé, Diệp Thiên Tông rất vui. Ngô Bình, sư huynh, em làm thêm chức này chắc sẽ bận lắm. Diệp Thiên Tông, mới lên ai chẳng thế, thêm một thời gian nữa thì mình chỉ đạo cho cấp dưới làm thôi.
trừ khi có việc quan trọng thì mới phải đích thân làm. Ngô Bình, sư huynh nói phải. Diệp Thiên Tông, bọn anh tới một là để chúc mừng cậu, hai là muốn báo cho cậu biết một tin, sư phụ gửi lời nhắn. Ngô Bình sáng mắt lên, sư phụ gửi lời nhắn ạ. Diệp Thiên Tông gật đầu, sư phụ bảo sắp tới sẽ rời địa tiên giới rồi gặp chúng ta. Ngô Bình mừng rỡ, tốt quá, em còn định đến địa tiên giới tìm người đây. Dương Mộ Bạch đưa thẻ bài màu đen cho Ngô Bình rồi nói, sư phụ nhờ người gửi cho cậu đấy, nếu cậu đến địa tiên giới thì dùng nó để liên lạc với người. Ngô Bình cầm lấy xem thì biết nó là một loại pháp khí đơn giản có tên bùa truyền tin. Khi sử dụng, chỉ cần truyền thần niệm vào là có thể liên lạc được với người có thứ tương tự. Tác dụng của nó tương tự như điện thoại di động nên rất tiện. Anh cười nói, xem ra sư phụ biết em định đến đó rồi. Diệp Thiên Tông, sư đệ, giờ cậu là thủ lĩnh của Thiên Long rồi, sau này làm gì cũng phải để ý. Ngô Bình, em nhớ rồi. Dương Mộ Bạch, à, anh đã bảo Diệp Huyền đón gia đình cậu đến nhà anh. Anh ở đó lâu rồi, cảnh vật được lắm, sau này nhà cậu cứ sống ở đó. Ngô Bình cười nói, cảm ơn nhị sư huynh. Dương Mộ Bạch, đừng khách sáo, sau này cần gì thì cứ bảo với anh. Ngô Bình, sư huynh, anh còn rượu không? Dương Mộ Bạch giật mí mắt rồi nói, hết rồi, hết nhẵn rồi. Kho rượu quý của ông ấy đã bị Ngô Bình cuống hết, đến giờ ông ấy vẫn chưa hết đau lòng. Ngô Bình cười nói, kiểu này là vẫn còn, hôm nào em đến tìm nhé. Dương Mộ Bạch câm nín, sư đệ, đại sư huynh có nhiều rượu quý lắm, nửa đêm anh đi ăn trộm thì bị anh ấy tẩn cho một trận. Diệp Thiên Tông giật mình rồi căng thẳng nói, này, nói lung tung gì đấy, rượu quý đâu ra? Chương 772, quy tắc hàng đầu của Thiên Long. Ngô Bình thấy vẻ mặt Diệp Thiên Tông căng thẳng liền cười nói, đại sư huynh, tối nay em đến tìm anh, chúng ta không say không về. Diệp Thiên Tông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc nói, sư đệ, tối nay sư huynh có nhiệm vụ quan trọng, không đi với mọi người được rồi. Sau đó ông ấy lại nghiêm nghị nhìn Dương Mộ Bạch, nhị đệ, tối nay cậu thay anh uống rượu với sư đệ, huynh đi trước đây. Dương Mộ Bạch thấy Diệp Thiên Tông như thể bỏ chạy thì cười to ha ha, nói, anh nói đại sư huynh keo kiệt mà, giờ thì bị anh nói trúng rồi chứ gì. Ngô Bình cười nói, sư huynh, tối nay chúng ta lén đi trộm rượu không? Mắt Dương Mộ Bạch sáng lên, ông ấy nói, được, đại sư huynh keo kiệt quá, anh ấy xúi giục cậu uống hết rượu của anh thì anh cũng không để cho anh ấy được yên thân, tối nay chúng ta sẽ đi trộm sạch rượu của anh ấy. Ngô Bình tiễn Dương Mộ Bạch đi khỏi rồi tiếp tục công việc của Thiên Long. Lúc này Ngô Trấn Đông đang dắt Trương Lệ đi mua sắm ở siêu thị, trước khi ông ấy sống lại, tài sản của chưa từng vượt con số 1 triệu, giờ có tiền rồi nên ông ấy rất muốn mua chút gì đó cho vợ mình. Hai vợ chồng muốn sống trong thế giới lãng mạn của hai người nên đã đi du lịch theo tour, tour này mỗi người đóng 660 thì có thể đi tham thú 13 điểm du lịch nổi tiếng ở Thiên Kinh. Lúc này, xe du lịch chạy vào một trung tâm mua sắm bán đồ ngọc quy mô lớn, bên trong chủ yếu bán đồ ngọc và các loại đồ thủ công mỹ nghệ. Kiểu đưa du khách đến trung tâm mua sắm sau đó ăn hoa hồng rất thường gặp trong nước, phần lớn du khách đều không để bụng, dù gì thì họ cũng có nhu cầu mua sắm. May ở chỗ là dẫn đoàn của vợ chồng Ngô Trấn Đông không ép buộc họ mua sắm. Hai người họ đến trước một quầy bán hàng trong trung tâm bán đồ ngọc, quầy hàng bày đầy những chiếc vòng ngọc xinh xắn. Mắt Ngô Trấn Đông sáng lên, ông ấy vươn tay ra cầm một chiếc vòng ngọc lên mà không hề để ý thấy trên chiếc vòng đó có cột một sợi tóc dài, đầu kia của sợi tóc được cột với một chiếc vòng ngọc khác. Thế là lúc ông ấy cầm chiếc vòng ngọc lên thì sợi tóc liền kéo theo chiếc vòng ngọc kia, làm nó rơi xuống đất. Tiếng vỡ vang lên thánh thót, chiếc vòng ngọc vỡ ra thành mười mấy khúc. Một người phụ nữ trung niên đứng phía sau quầy hàng, bà ta lập tức thét lên, chạy ra ngoài, nhặt chiếc vòng bị vỡ dưới đất lên rồi giận dữ nói, y già, sao các người lại bất cẩn thế, chiếc vòng ngọc này của tôi đắt lắm đó. Trương Lệ không hề căng thẳng, bà nói, xin lỗi bà chủ, chiếc vòng này bao nhiêu tiền để chúng tôi đền. Bà chủ thấy họ dễ dãi nên đảo mắt, nói, chiếc vòng ngọc này được mài từ phỉ thúy băng thượng đẳng. Trị giá 3 triệu. Trương Lệ chau mày, từ sau khi điều kiện kinh tế gia đình được cải thiện, bà đã mua khá nhiều châu báu, hơn nữa Đường Tử Di làm buôn bán phỉ thúy, đã tặng bà tổng cộng mười mấy thứ linh tinh được làm từ phỉ thúy cực phẩm, đương nhiên bà có thể phân biệt được chất liệu của chiếc vòng ngọc này, nhất định không phải là phỉ thúy tốt. Bà liếc nhìn mảnh vỡ phỉ thúy rồi nói, bà chủ, chúng tôi sẽ đền đủ số cần đền, nhưng chiếc vòng tay này của cô chắc không đáng 3 triệu, nó không phải băng phỉ thúy mà là hiện xanh thôi. Tạp chất bên trong nhiều,
hơn nữa độ sáng bóng kém, chiếc vòng tay này nhiều nhất chỉ đáng 300 thôi. Bà chủ thấy Trương Lệ là người trong ngành thì lạnh lùng nói, vòng ngọc của tôi bán giá đó đấy, bà làm vỡ thì phải đền theo giá đó. Ngô Chấn Đông là người nóng tính, ông ấy nói, cô như thế chẳng phải đang gài bẫy người khác sao? Món đồ chỉ đáng giá mấy trăm đồng mà cô đòi chúng tôi đền mấy triệu, làm gì có lý đó. Người phụ nữ trung niên cười lạnh, tôi thấy ông thật thà mới cố tình nói món đồ hơn chục triệu có giá 3 triệu, nếu như các người đã không biết tốt xấu, vậy được, giá của chiếc vòng ngọc này là 10 triệu, không trả đủ thì đừng mong đi khỏi đây. Gì cơ, 10 triệu, sao cô không đi cướp đi, Ngô Chấn Đông giận dữ. Dù gì thì Trương Lệ cũng là người hiểu biết, bà biết năng lực của con trai mình, người thông minh không chịu thiệt trước mắt, bà nhìn người phụ nữ trung niên, hỏi cô muốn chúng tôi đền 10 triệu thật sao? Người phụ nữ trung niên cười lạnh lùng, không sai, 10 triệu, không được thiếu đồng nào. Người phụ nữ đó rất tinh mắt, bà ta vừa nhìn là đã thấy chiếc vòng ngọc Trương Lệ đang đeo, đấy là lục đế vương băng thật sự, người đeo loại vòng tay này nhất định giàu có. Vì vậy, bà ta đã tăng giá từ 200 lên 3 triệu, sau cùng là 10 triệu. Bà ta làm mưa làm gió ở đây quen rồi, chồng bà ta là một tay giang hồ có tiếng, quen biết rất nhiều nhân vật lớn, vì vậy ai cũng dám lừa. Kiểu người như Trương Lệ và Ngô Chấn Đông vừa nhìn là biết người thật thà, bà ta thích nhất là lừa mấy du khách vừa thật thà vừa giàu có thế này. Công ty của Trương Lệ có tài sản lên đến mấy nghìn tỷ, đương nhiên bà không xem 10 triệu đáng là bao. Bà thấy đối phương ngông cuồng như vậy thì đưa một tấm chi phiếu qua, nói, đây là chi phiếu 10 triệu, có thể đổi tiền ở tất cả các ngân hàng lớn trong nước. Người phụ nữ trung niên ngây ra, vậy là đưa 10 triệu sao? Bà ta vốn tưởng đâu đối phương sẽ tranh cãi. Sau đó trả được 2-3 triệu là ngon lắm rồi, ai ngờ lại đưa cho bà ta 10 triệu mà không thèm chớp mắt. Bà ta vội cầm lấy chi phiếu rồi đưa cho người đàn ông trung niên phía sau kiểm tra. Người đó xem qua rồi gật đầu, nói chi phiếu không có vấn đề gì, để tôi gọi điện kiểm tra thêm lần nữa. Ngô Chấn Đông không ngờ Trương Lệ lại trả tiền nên vừa tức vừa nóng ruột, nhưng đã bị Trương Lệ bấm tay, rồi gật nhẹ đầu. Ngô Chấn Đông cả đời nghe lời vợ, chỉ đành nén cơn giận xuống. Sau khi chắc chắn chi phí không sai thì người phụ nữ trung niên đó mới cười nói, xem như các người biết điều, tôi nhắc nhở các người, chồng tôi là nhân vật lớn, sau khi các người quay về đừng nghĩ đến việc sinh sự, nếu các người sinh sự thì chồng tôi sẽ có cách trị các người. Trương Lệ bình thản đáp, chúng tôi hiểu, của đi thay người. Bà nói xong thì kéo Ngô Chấn Đông ra ngoài. Ngô Chấn Đông ra khỏi trung tâm mua sắm thì không kiềm được, nói, bà xã, sao lại trả tiền? Trương Lệ nói, chúng ta chưa nắm rõ tình hình ở đây lại ở trên địa bàn của người ta, nếu cãi nhau thì người chịu thiệt sẽ là chúng ta. Hơn nữa những chuyện thế này, tốt nhất nên để Tiểu Bắc xử lý. Bà nói xong thì gọi điện cho Ngô Bình. Ngô Bình đang xem tài liệu của Thiên Long, khi nhận được điện thoại của Trương Lệ thì cười nói, mẹ, tìm con có việc gì không? Trương Lệ nói, cũng không có chuyện gì lớn. Sau đó kể lại đầu đuôi sự việc. Ngô Bình nghe xong thì vừa giận vừa kinh ngạc, có người tham lam đến vậy sao? Bố mẹ ở yên đó, con đến ngay. Anh tắt máy thì lập tức điều trực thăng bay đến trung tâm mua sắm đó. Hoa Giải Ngữ thấy anh vội vàng đi ra ngoài thì liền chạy theo hỏi, Long chủ, đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Ngô Bình lạnh lùng đáp, bố mẹ tôi bị người ta gài, lừa mất 10 triệu, tôi phải qua đó xử lý. Hoa Giải Ngữ nói với ánh mắt giận dữ, gan lớn thật đấy. Dám lừa bố mẹ của Long chủ, nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Cô ấy lập tức nhấn điện thoại, tiếp đó, hơn 1.000 chiến sĩ mặc đồ chiến đấu đặc chủng xông đến, tập hợp trước quảng trường tổng bộ Thiên Long. Ngô Bình thấy nhiều người xuất hiện như vậy thì ngây ra rồi hỏi Hoa Giải Ngữ cô đang làm gì thế? Hoa Giải Ngữ nghiêm túc nói, Long chủ, theo quy tắc thứ nhất của Thiên Long, một khi Long chủ và người nhà của Long chủ bị uy hiếp, tôi sẽ có quyền khởi động kế hoạch A, ứng cứu Long chủ và người nhà của Long chủ. Ngô Bình nhìn hơn 1.000 người mà cạn lời, tôi chỉ đến dạy dỗ một tên lưu manh thôi, cô điều động 1.000 tinh binh thế này, cô bị điên rồi à? Hoa Giải Ngữ vẫn rất cố chấp, Long chủ, thuộc hạ chỉ làm việc theo quy định. Chương 773, Long vệ. Ngô Bình xua tay, được rồi, nhanh lên một chút. Không lâu sau 15 chiếc máy bay vận tải vũ trang đa chức năng kèm có máy nâng hạ cất cánh. Ngô Bình chưa từng nhìn thấy máy bay vận tải này, anh có cảm giác như khoa học kỹ thuật của ngoài hành tinh, cực kỳ ngầu. Ngô Bình ngồi vào một chiếc máy bay, qua cửa sổ anh nhìn thấy phía sau còn có 10 chiếc trực thăng vũ trang liên tục cất cánh bay theo phía sau.
khoảng cách 50 cây số, máy bay vận tải mất chưa đến 10 phút đã đến. Bầu trời trung tâm thương mại bỗng vang lên tiếng gầm của máy bay, không ít người đều ra ngoài xem thử. Địch, nhiều máy bay thế, nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, mọi người đều ngạc nhiên đến ngây ngốc. Đây là máy bay gì thế? Ngầu hơn cả trên phim, một thiếu niên lớn tiếng nói. Má ơi, mấy mươi chiếc máy bay, đây là có nhân vật tầm cỡ nào sắp xuất hiện sao? Máy bay liên tục đáp xuống xung quanh, 1.000 chiến sĩ đặc chủng nhanh chóng tập hợp tại quảng trường, sau đó đứng thành mấy hàng. Một người đàn ông trung niên bước đến nói mấy câu, sau đó lại chạy bước nhỏ đến trước mặt Ngô Bình vừa xuống máy bay, Long chủ, xin ra lệnh. Ngô Bình nói, các anh đợi ở ngoài đi. Hoa Giải Ngữ nói, Long chủ, anh không thể đi một mình, ít nhất cũng dẫn theo Long vệ. Long vệ là đội cảnh vệ chuyên bảo vệ Long chủ, là binh vương được chọn lọc cẩn thận từ đội quân mấy triệu người trong nhiều năm. Long vệ chỉ có 20 người nhưng sức chiến đấu của mỗi người đều cực kỳ mạnh. Cô ấy nói rồi, 20 người đàn ông mặc quần áo nịt màu đen, thắt lưng đeo bội đao bước đến, cung kính nói, Long chủ. Ngô Bình nhìn họ, cảm thấy thành viên của Long vệ này cũng có tinh thần bèn nói, ừ, đi theo tôi đi. Một hàng người đi đến lối ra vào, Ngô Chấn Đông và Trương Lệ đã ở đó. Hai người cũng bị trận thế rầm rộ này làm cho kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy người đến là con trai, vợ chồng hai người lại nhìn nhau. Tiểu Bình, Ngô Chấn Đông nhanh chóng bước đến. Ngô Bình, bố, kẻ tống tiền hai người ở đâu? Ngô Chấn Đông nói, ở bên trong, lúc đầu đòi 3 triệu tệ, sau đó lại tăng lên 10 triệu tệ, còn nói chồng bà ta là một người rất lợi hại, chúng ta không chọc vào nổi. Ngô Bình cười nhạo, con chỉ sợ người ta không hung dữ thôi, càng hung dữ độc ác, chuyện này càng thú vị. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh tượng này bỗng khiếp sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Ông ta vội chạy về, hóa ra đây chính người kiểm tra chi phiếu trước đó. Ông ta chạy đến trước quầy, thở hổn hển nói, mau mau, mau đi thôi. Người phụ nữ trung niên đang gọi điện thoại cho người đàn ông của bà ta. Khoe khoang bà ta vừa kiếm được chi phiếu 10 triệu. Nhìn thấy đồng bọn chạy đến, bà ta khó hiểu hỏi, ông Tào, nói chuyện đàng hoàng, sao thế? Ông Tào gấp đến mức dậm chân, đi đi, đi mau. Cặp vợ chồng lúc nãy đã gọi người đến rồi. Nghe thế người phụ nữ trung niên không lo sợ gì, ngược lại còn cười nhạo nói, gọi người. Họ không biết người đàn ông của tôi lợi hại thế nào đâu, nếu biết đến danh hiệu báo hai đầu. Mới vừa nói được một nửa. Người phụ nữ há hốc miệng, vì bà ta nhìn thấy đôi vợ chồng lúc nãy quay trở về, đi theo phía sau họ là một thanh niên, khí thế cực kỳ mạnh. Cả đời bà ta cũng chưa từng thấy. Hơn nữa còn có 20 người đi theo phía sau anh, họ toát ra khí thế cứng rắn, cách hơn 100 mét mà vẫn khiến bà ta cảm thấy nghẹt thở. Ngô Bình nhanh chóng đi đến, Ngô Chấn Đông chỉ vào người phụ nữ nói, Tiểu Bình, là bà ta lừa gạt 10 triệu của bố. Ngô Bình gật đầu, anh nhìn người phụ nữ này. Người phụ nữ bị anh nhìn chằm chằm như thế thì run rẩy, sau đó ngã xuống đất. Ngô Bình lạnh lùng nói, tôi nghe nói chồng bà là người có thế lực, bà gọi ông ta đến đây, tôi muốn xem ông ta lợi hại thế nào. Người phụ nữ không ngốc, bà ta có thể nhìn ra Ngô Bình là một nhân vật tầm cờ, vội nói, xin lỗi. Tôi sai rồi, tôi trả 10 triệu tệ này lại cho cậu. Hai tay bà ta giao lại chi phiếu trên bàn, sắc mặt trắng bệch. Hoa Giải Ngữ lạnh lùng nói, dám tống tiền bố mẹ của chiến sĩ quốc gia, bà đã phạm vào tội chết. Lời này không phải để hù dọa đối phương. Ở Viêm Long, chiến sĩ quốc gia là vũ khí quan trọng của cả nước, trụ cột của cả nước, có ai dám gây bất lợi với quốc sĩ và người nhà của quốc sĩ, dù đối phương có thân phận gì, Thiên Long cũng đều có quyền giết tại chỗ. Người phụ nữ sắp khóc đến nơi, bà ta run giọng nói, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Ngô Bình lạnh lùng nói, gọi cho chồng bà bảo ông ta đến đây. Bây giờ người phụ nữ rất hoang mang lo sợ, chỉ đành gọi cho chồng mình. Đầu bên kia điện thoại nghe bên này xảy ra chuyện lập tức chạy đến trung tâm thương mại. Ông ta đang dàn dựng cảnh tượng lừa gạt ở nơi khác, cách đó không xa. Mười mấy phút sau, một người đàn ông cục cằn thô lỗ dẫn theo mười mấy tên lái xe chạy vào. Nhưng vừa xuống xe đã ngây người, chỉ thấy có hàng nghìn chiến sĩ mặc đồ vũ trang đứng trên bãi đất trống. Và trên đầu mấy chục chiếc máy bay nữa. Người đàn ông giật khóe miệng, cảm thấy có điều không lành, vội vàng đi đến trước quầy hàng của nhà. Sau đó ông ta nhìn thấy vợ mình đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt liên tục lau nước mắt. Ngô Bình cũng nhìn thấy người đến, anh lạnh nhạt hỏi, ông là chồng bà ta.
Người đàn ông hắng giọng, ông ta biết chuyện lớn không lành nhưng vẫn nói, anh bạn, tôi là Ngụy Báo, người giang hồ gọi là Báo Hai Đầu. Bốp! Đội trưởng Long Vệ bước đến đánh vào ông ta một cú khiến Báo Hai Đầu ngã nhào xuống đất. Ngụy Báo bị đánh răng rơi hết một nửa, đầu kêu ong ong, cả người ngây ngốc. Đội trưởng Long Vệ lạnh lùng nói, thứ rác rưởi như ông mà cũng xứng gọi bạn gọi bè với Long chủ của bọn tôi à? Ngụy Báo run rẩy như đầu óc vẫn rất tỉnh táo, ông ta lập tức run giọng nói, xin lỗi, vợ tôi có mắt như mù, mong bỏ qua cho chúng tôi. Vô lễ với người nhà quốc sĩ thì sẽ xử theo luật. Một tiếng keng vang lên, đội trưởng Long Vệ đã rút bội đao ra, sau đó nhìn Ngô Bình, chỉ cần Ngô Bình gật đầu, anh ta giết hai người này ngay. Ngô Bình xua tay, đội trưởng Long Vệ thu đao lại, cung kính đứng sang một bên. Ngô Bình nhìn người đàn ông nói, tôi hỏi ông, mấy năm nay ông đã gạt bao nhiêu người, lừa bao nhiêu tiền rồi. Ngụy Báo đã sợ đến mức tè ra quần, ông ta run giọng nói, thưa cậu, mấy năm nay tôi đã gạt hơn 100 người, lừa khoảng 3-40 triệu tệ. Ngô Bình, vốn dĩ tôi nên cho ông chết, thế nhưng ông trời có mắt đấy, tôi cho ông một cơ hội sống. Ông nghe cho kỹ, tôi muốn ông trả lại hết số tiền ông đã gạt cho những người bị hại trong vòng một năm. Nếu thiếu một phân tiền hay trả thiếu một người, ông không giấu được tôi đâu, đến lúc đó tôi ra lệnh một tiếng, ông chắc chắn sẽ rơi đầu. Đứng trước khí thế của Ngô Bình, Ngụy Báo có cảm giác đang đứng trước quỷ thần, ông ta cực kỳ sợ hãi, khóc nói, nhất định, nhất định. Ngô Bình nói với Hoa Giải Ngữ, cho người giám sát, nếu ông ta không làm được thì giết. Hoa Giải Ngữ nói, vâng. Giải quyết xong chuyện này, Ngô Bình dẫn bố mẹ ra khỏi trung tâm thương mại, anh hỏi, bố mẹ còn đi du lịch không? Ngô Trấn Đông cười khổ, không đi nữa. Con bầy trận thế nào cũng dọa người quá đấy, bố mẹ vẫn nên về nhà thì hơn. Ngô Bình, bố mẹ, hay là đến chỗ con làm việc đi dạo, phong cảnh bên đó cũng khá đẹp. Ngô Trấn Đông nói, vậy cũng được, bố cũng muốn xem thử nơi làm việc của con trai mình thế nào. Thế là cả nhà lên máy bay quay về trụ sở Thiên Long. Về đến Thiên Long, Ngô Bình bảo Hoa Giải Ngữ dẫn bố mẹ đi dạo ở các điểm có phong cảnh đẹp. Trụ sở Thiên Long dựa núi giáp sông, diện tích rất lớn, phong cảnh bên trong đẹp và nhiều hơn các danh lam thắng cảnh, Ngô Trấn Đông và Trương Lệ rất thích nơi này. Đi đến cạnh đài phun nước, Ngô Trấn Đông nhỏ giọng hỏi, cháu gái, có phải con trai tôi làm quan chức không? Hoa Giải Ngữ cười nói, bác Ngô nói thế cũng không sai. Chương 774, Huyết Mạch Hải Thần. Ngô Trấn Đông rất tò mò, cháu gái, con trai tôi làm chức gì thế? Hoa Giải Ngữ nói, dưới trướng của Long Chủ có 7-8 nghìn người, cấp bậc chính thức của anh ấy cao hơn chủ tịch tỉnh một chút. Ngô Trấn Đông cực kỳ ngạc nhiên, còn cao hơn chủ tịch tỉnh à? Hoa Giải Ngữ nói, vâng. Ngô Trấn Đông chật chật vài tiếng khen ngợi, Tiểu Bình đúng là có tiền đồ. Ở một bên khác, Ngô Bình đang nghiên cứu loại thuốc di truyền được đem về từ dưới đáy biển. Anh lấy một lọ thuốc có nhãn SSS để quan sát dược tính của nó. Anh phát hiện thuốc này có hoạt tính rất mạnh, có thể tiến hóa gen người đến một hướng đặc biệt nào đó. Dĩ nhiên tác dụng phụ của loại thuốc di truyền này cũng rất mạnh, người bình thường uống nó xác suất cao sẽ bị vỡ gen mà chết. Nhưng nếu thể chất của một người đủ mạnh, tác dụng phụ này không đáng kể. Anh kích hoạt năng lực nhìn thấu vạn vật để phân tích dược tính trong thuốc di truyền, nhận ra anh có thể lấy đa phần hoạt tính trong dược liệu. Chỉ có một loại dược tính kỳ quái nhất là thứ mà anh chưa từng thấy. Anh nghĩ dược tính này hình như rất quen thuộc, thế là bèn mấy một viên đá 5 màu, dị biến thạch. Dị biến thạch này là viên đá anh lấy được từ chỗ Odea Tamura, có tất cả 7 viên. Loại dược tính này rất giống với năng lượng trong dị biến thạch, anh lẩm bẩm chắc có thể dùng dị biến thạch để chế ra thuốc di truyền này. Sau đó anh lại nghiên cứu thuốc di truyền khác, có cấp S, cấp SS. Sau đó lại phát hiện trong mỗi loại thuốc di truyền đều có dược tính của dị biến thạch, khác nhau ở chỗ liều lượng ít nhiều và dược tính cao thấp. Cùng là thuốc di truyền cấp SS, hiệu quả có lẽ sẽ khác nhau hoàn toàn, một loại tăng tốc độ phản ứng thần kinh, một loại khác có lẽ là nâng cao khả năng phòng ngự. Ngoài thuốc di truyền, anh còn lấy một ít tễ thuốc, là xương khói màu vàng tím. Ngô Bình quan sát một hồi thì nhận ra xương khói này là đoạn gen được lấy từ trong xương của thần linh. Có 5 loại tế thuốc giống nhau, lần lượt được thể hiện ở trạng thái khác nhau, có loại ở dạng xương, có loại là dạng quang, có loại là ngọn lửa. Những đoạn gen này mạnh quá, người bình thường chắc chắn không thể chịu được, anh lẩm bẩm nói. Nói rồi anh nghĩ đến gì đó, bố mình là linh minh thánh thể chất siêu phàm nhập thánh, hoàn toàn có thể thích ứng với đoạn gen này.
Vừa nghĩ thế, anh lại vội lắc đầu, không được, vẫn có rủi ro. Đợi sau khi trình độ luyện thuốc của mình tăng lên, có thể luyện thành thần dược, lúc đó hắn cho bố uống cũng không muộn. Lúc này Lina bưng một bát canh đến, lúc cô ấy nhìn thấy có một cái bình màu xanh trước mặt Ngô Bình và năng lượng của mẫu thử, đôi mắt xinh đẹp sáng lên. Đây là cái gì? Tôi cảm thấy nó rất thân thuộc. Ngô Bình ngạc nhiên, cầm cái bình nhỏ đó lên, trong bình có một giọt thuốc màu xanh. Anh nhìn Lina rồi lại nhìn chất lỏng trong bình, xác định trong huyết mạch của Lina cũng có năng lượng tương tự, chỉ là năng lượng trong người cô ấy vô cùng nhỏ. Lina, huyết thống của cô từ đâu mà ra, cô biết rõ không, anh hỏi. Lina nói, năm mẹ tôi 15 tuổi đã sinh ra tôi vừa được sinh ra thì bà ấy đã qua đời. Không ai biết bố tôi là ai, người ở đó nói bố tôi là quái vật biển nhưng tôi không tin. Ngô Bình gật đầu, bố cô có dòng máu của hải thần, có thể đã di truyền lại nó cho cô. Chỉ là huyết mạch hải thần trong người cô quá mỏng manh, nó không chỉ không đem lại lợi ích cho cô mà ngược lại còn làm cô lang thang đầu đường xó chợ, bị người ta bán đi bán lại. Lina nhìn thuốc nước, anh có thể đưa nó cho tôi không? Ngô Bình, năng lượng của nó quá mạnh, cô chưa chắc có thể chịu được. Thế này đi, tôi sẽ điều phối thêm vài loại thuốc vào để cô có thể dễ dàng hấp thụ dược lực của nó. Lina quỳ xuống đất, cảm ơn anh, Lina vô cùng biết ơn. Ngô Bình xua tay, ra ngoài trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi cô. Lina để bát canh xuống rồi cúi người đi ra ngoài. Ngô Bình uống một hơi hết bát canh, sau đó lấy tiên đỉnh thuần nhất ra chế thuốc. Anh bỏ giọt thuốc nước đó vào đỉnh thuốc, tách ra tạp chất có hại trong đó để lấy tinh chế của nó. Đồng thời anh cho thêm vài dược liệu quý vào để dược lực trở nên dịu nhẹ hơn. Một tiếng sau, anh vỗ vào trên tiên đỉnh, tia khói sáng màu xanh bay ra bị bình nhỏ của anh chặn lại, sau đó tụ thành nửa bình dịch thuốc. Anh rất hài lòng, cảm thấy dịch thuốc này đã đạt đến sự mong đợi của anh, lúc này anh mới gọi Lina vào. Lina nãy giờ vẫn đứng bên ngoài, nghe thấy anh gọi bèn đi vào. Ngô Bình cười nói, uống nó đi. Lina không do dự nhận lấy bình thuốc, ngửa đầu uống ngay. Dịch thuốc đi xuống dạ dày biến thành một nguồn năng lượng kỳ lạ. Nhanh chóng đi vào trong máu của cô ấy. Cơ thể cô ấy bỗng đứng thẳng người lên, cả người toát ra ánh sáng cực chói mắt. Ngô Bình đỡ cô ấy nằm trên giường, quan sát sự thay đổi trong cơ thể cô ấy. Anh nhìn thấy năng lượng trong dịch thuốc dần dần thấm sâu vào người Lina, huyết mạch hải thần ngày càng rõ rệt. Nửa tiếng sau, quanh người Lina tỏa ra hương thơm thoang thoảng, Ngô Bình ngửi được mùi này lại khí huyết dâng trào, anh cực kỳ ngạc nhiên, định đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Lina bỗng túm lấy anh nói, tôi muốn. Ngô Bình đẩy tay cô ấy ra nói, nhịn một chút, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Thêm nửa tiếng trôi qua, anh lại đi vào. Lúc này trên một phần bề mặt da của Lina đã xuất hiện vảy, tóc cũng biến thành màu xanh đen, đôi mắt thành màu xanh vàng. Cô ấy không còn tỏa ra mùi hương nữa, ngược lại để lộ ra sự uy nghiêm giống như thần uy của Hắc Thiên Thần, chỉ là yếu hơn nhiều. Lina ngồi dậy. Cô ấy nhìn Ngô Bình nói, tôi đã kích hoạt một vài ký ức rồi. Mắt Ngô Bình sáng lên, ồ, cô kích hoạt ký ức huyết mạch. Đối với một sinh mệnh mạnh mẽ, ký ức của nó có thể được truyền lại cho các thế hệ tương lai qua huyết thống. Lina có thể kích hoạt ký ức huyết thống chứng tỏ là cô ấy đã có đủ huyết thống hải thần. Chúc mừng, cô cứ ở đây lĩnh hội đi, có việc gì gọi tôi. Lina gật đầu, sau đó chuyên tâm lĩnh hồi truyền thừa của hải thần. Lúc này đã không còn sớm, Ngô Bình và Dương Mộ Bạch đã hẹn nhau đến nhà Diệp Thiên Tông trộm rượu. Trước tiên anh tìm Dương Mộ Bạch, hai người lầm bầm vài câu rồi biến mất vào bóng đêm. Trong nhà của Diệp Thiên Tông, Ngô Bình và Dương Mộ Bạch lặng lẽ xuất hiện, đang định tìm hầm rượu thì nghe tiếng Diệp Thiên Tông, không cần tìm nữa, rượu đây này. Hóa ra Diệp Thiên Tông biết tiên tử của mình tai vạ khó tránh nên bèn lấy tiên tử ra chia sẻ với hai sư đệ, như thế ông ấy còn có thể uống được một chút. Nếu ông ấy giấu không đem ra, chắc chắn sẽ bị Ngô Bình trộm mất, như thế ông ấy không được thưởng thức một giọt. Ngô Bình bật cười nói, sư huynh, anh nên như thế lâu rồi chứ. Dĩ nhiên là rượu ngon, ba anh em cùng mở rượu thưởng thức. Sau khi uống một hớp rượu, Ngô Bình nói, đại sư huynh, em thấy khoảng thời gian này anh hấp thụ hồn lực tiên thiên, thần hồn đã đủ mạnh rồi, em thấy có thể đột phá cảnh giới địa tiên rồi. Diệp Thiên Tông thở dài, dù sao tuổi của anh cũng đã lớn. Cứ cảm thấy không có lòng tin. Ngô Bình, tuổi của sư huynh có thể lớn như sư phụ sao? Mấy ngày nay em mở hai thần khiếu, một linh khiếu giúp sư huynh. Diệp Thiên Tông ngạc nhiên, sư đệ,
em có thể kích hoạt thần khiếu giúp anh. Chương 775, một trận đánh tơi bời. Ngô Bình bật cười, em tự có cách chứ. Nếu có thể khai thông năm linh khiếu là có thể cộng hưởng bằng linh khiếu, ba thần khiếu cũng có thể cộng hưởng bằng thần khiếu. Như thế thì sư huynh tấn công địa tiên giới cũng nắm chắc hơn phần nào. Đến khi đó em sẽ truyền thêm cho sư huynh một bộ pháp môn ngưng tụ nguyên thần. Sự khác biệt lớn nhất của địa tiên và nhân tiên nằm ở chỗ địa tiên có thể ngưng tụ nguyên thần. Nguyên thần là một loại năng lượng cao cấp hơn, có nó rồi mới được coi là tiên nhân thực thụ. Nhân tiên chỉ là một nửa tiên thôi. Thực ra võ hồn mà Ngô Bình ngưng tụ được cũng có tác dụng tương tự như nguyên thần. Thế nên, sau này nếu anh thăng cấp lên địa tiên, quá trình sẽ vô cùng thuận lợi. Diệp Thiên Tông mừng rỡ, ông ấy cảm khái, sư đệ, cậu đúng là phúc tinh của anh với Mộ Bạch, nào, bọn anh kính cậu. Ba vò rượu vào bụng, Ngô Bình chỉ vào hai vò tiên tử mà nói, sư huynh, hai vò này em sẽ bảo quản giúp anh. Dương Mộ Bạch trợn mắt, sư đệ, hầm rượu nhà anh to lắm nhé, cứ để anh bảo quản. Ngô Bình phì cười, sư huynh, cất ở chỗ anh với cất ở chỗ em có khác gì nhau đâu. Dương Mộ Bạch không khỏi cười khổ, đúng thật, rượu của ông ấy gần như bị Ngô Bình khoáng sạch rồi, cất ở chỗ ông ấy với cất ở chỗ Ngô Bình chẳng khác gì nhau hết. Khi rượu đã uống kha khá rồi, Diệp Thiên Tông mới cười bảo, hai vị sư đệ, có chuyện này chưa nói với các cậu, sáng nay anh đã xin từ chức với cấp trên, thần võ ti ngày mai sẽ đổi đương ra. Ngô Bình giật mình, sư huynh, anh đang làm rất ổn mà, tại sao phải từ chức? Dương Mộ Bạch bật cười, không làm nữa thì thôi. Như thế sau này sư huynh có thể chuyên tâm tu luyện, đợi khi thăng cấp lên địa tiên có thể tới địa tiên giới cậy nhờ sư phụ. Ngô Bình đột nhiên hiểu ra điều gì đó, anh khẽ thở dài, sư huynh, là vì em sao? Diệp Thiên Tông mỉm cười, cũng không hẳn là vậy. Ba huynh đệ chúng ta đều là môn hạ của Đông Phật Tiên Sinh, đồng thời lần lượt trưởng quản Thiên Long, thần võ ti và tiên cơ, cục diện như vậy rất dễ bị cấp trên kiêng dè. Thế nên, anh mới chủ động rời khỏi thần võ ti. Ngô Bình chợt nhớ ra, trước đó Diệp Thiên Tông bảo mình tiếp nhận chức vụ của Long Thủ, xem ra ngay từ thời điểm đó ông ấy đã nghĩ xong cả rồi. Thở dài một tiếng, anh nói, sư huynh hà tất phải làm vậy. Diệp Thiên Tông đáp, sư đệ à, thực ra mấy năm trở lại đây, họ đã cho người chuyển lời tới anh, hy vọng anh có thể lui xuống. Nhưng anh vẫn luôn mặt dày mày dạn chiếm giữ vị trí này. Hiện giờ sư đệ đã là Long Thủ của Thiên Long, quyền hành lớn hơn anh. Có cậu ở đó, anh không cần thiết phải tiếp tục ngồi trên vị trí này nữa. Ngô Bình nói, sư huynh vẫn suy nghĩ chu toàn hơn. Tối hôm đó, Ngô Bình hỗ trợ Diệp Thiên Tông khai thông được hai linh khiếu, lần lượt hấp thu thuần dương tiên lực và ất mộc linh lực. Nếu năm linh khiếu cùng được khai thông, linh khiếu cộng hưởng, Diệp Thiên Tông sẽ hưởng lợi rất nhiều. Ngày hôm sau, Ngô Bình quay về nhà một chuyến. Qua một đêm lĩnh ngộ, Lina đã có sự thay đổi cực kỳ lớn. Cô ấy nói với Ngô Bình, kế thừa từ trong huyết mạch, cô ấy có được năng lực điều khiển dòng nước, đồng thời, một khi tiến vào đại dương, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ vô song, thậm chí thi triển được vài môn thần thông rất đáng gờm. Ngô Bình hết sức vui mừng, sau này nếu Lý Dư gặp phải kình địch ở biển, có thể nhờ Lina giúp đỡ. Lina vô cùng cảm kích Ngô Bình, chuẩn bị cho anh 20 món điểm tâm làm bữa sáng, bao gồm 8 món ăn phụ, 2 món canh và đủ loại món ăn vặt thơm ngon khác. Mấy ngày qua Ngô Mi ăn các món do Lina làm khiến khẩu vị cũng kén hơn, không chịu đụng đến thức ăn do người khác làm. Dùng xong bữa sáng, Ngô Bình chạy tới thần võ ti. Hôm nay là ngày Diệp Thiên Tông chính thức bàn giao quyền lực cho đương gia mới, người làm sư đệ như anh tất nhiên phải có mặt. Khi anh đến nơi, Dương Mộ Bạch đã ở đó rồi, ngoài ra thì các đệ tử khác như Lý Long Thần, Triệu Phương Ninh và Trần Nhược Tùng cũng tham dự. Theo quy trình, Diệp Thiên Tông sẽ dùng thân phận của đương gia thần võ ti nói vài câu với đương gia tân nhiệm, nội dung loanh quanh chỉ là cổ vũ người kia tiếp tục cống hiến cho đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của thần võ ti. Sau đó, Diệp Thiên Tông sẽ chuyển giao kiếm thần võ đại diện cho quyền lực của thần võ ti cho đương gia mới, tuyên bố chính thức rút lui khỏi thần võ ti. Trên quảng trường của thần võ ti, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đương gia mới đến nơi. Ngô Bình hỏi, sư huynh, người mới đến là ai thế? Dương Mộ Bạch đáp, anh nghe ngóng được đối phương tên là Hoàng Phủ Hằng, đệ tử của thế gia võ học Hoàng Phủ, tu vi đạt đến cảnh giới võ thần. Ngô Bình nhíu mày, gia tộc Hoàng Phủ. Dương Mộ Bạch đáp, gia tộc Hoàng Phủ thời gian này liên tục có động thái, dã tâm của họ không nhỏ đâu. Đúng lúc này,
một chiếc xe xa hoa dừng lại trước quảng trường, hai người tùy tùng từ trên xe bước xuống, mở cửa xe, sau đó một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi mặc Âu phục màu xám xuống xe, đi về phía Diệp Thiên Tông. Diệp Thiên Tông đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị, ông ấy ngồi trên một chiếc ghế, hai tay nâng kiếm thần võ và mỉm cười. Người đàn ông mặc Âu phục màu xám chính là Hoàng Phủ Hằng, hắn ta không có biểu cảm gì, sải bước về phía Diệp Thiên Tông. Diệp Thiên Tông mỉm cười, Hoàng Phủ huynh, hy vọng cậu có thể kế thừa. Gia tộc Hoàng Phủ không cần kế thừa, nào ngờ Hoàng Phủ Hằng lạnh lùng đáp, Diệp Thiên Tông, đưa kiếm thần võ cho tôi, ông có thể lui xuống rồi. Người tham gia nghi thức không khỏi chấn động, Đường gia mới đến này không nể mặt Diệp Thiên Tông quá đấy. Diệp Thiên Tông cũng sững sờ, dù thế nào ông ấy cũng không ngờ rằng người mới đến lại huênh hoang như vậy. Tuy rằng bầu không khí khá lúng túng, nhưng ông ấy không muốn sự việc trở nên khó coi, đành đứng dậy, chuẩn bị trao kiếm thần võ cho đối phương. Ngô Bình, Dương Mộ Bạch và những người khác ở dưới sân khấu, trông ai cũng khó chịu. Dương Mộ Bạch xanh mặt, định xông lên trên đó nhưng bị Ngô Bình kéo lại. Sư huynh, nhìn em đây, Ngô Bình điềm tĩnh nói, sau đó sải bước đi lên. Lúc này, Hoàng Phủ Hằng đang đi về phía Diệp Thiên Tông, định nhận lấy kiếm thần võ. Ngô Bình lao thẳng lên trên, hai người lập tức va vào nhau. Một âm thanh trầm đục vang lên, Hoàng Phủ Hằng bị hất bay mười mấy mét, quần áo trên người hắn ta bị nổ tung hết, chỉ thoáng chốc đã trần như nhộng. Hoàng Phủ Hằng vừa giật mình vừa giận dữ, hắn ta thét lên, quần áo. Một tên tùy tùng vội vàng cởi quần áo trên người cho Hoàng Phủ Hằng mặc. Hoàng Phủ Hằng vừa mặc quần áo, Ngô Bình đã tức giận hùng hổ lao tới và mắng, mày không có mắt hả? Dám va phải tao, biết tao là ai không hả? Hoàng Phủ Hằng quát tháo, không cần biết mày là ai, mày chết chắc trong tay tao. Chát! Ngô Bình vung tay tát lên mặt hắn ta, lạnh lùng hỏi, cỡ như mày ư? Nói rồi, nắm đấm của anh chút xuống cơ thể Hoàng Phủ Hằng như mưa. Hoàng Phủ Hằng là cao thủ cảnh giới thần võ của nhà Hoàng Phủ, nhưng đứng trước mặt Ngô Bình căn bản không đủ sức đáp trả. Ngô Bình đánh nhau như đám du côn đầu phố, cứ ấn Hoàng Phủ Hằng xuống là đánh túi bụi, đánh đến mức mặt mũi hắn ta bầm tím, rụng cả răng cửa, hốc mắt đen thui, xương cốt trên người gãy mấy chục cái. To gan! Một tiếng gầm từ trong không trung vọng tới, bóng người từ trên lao xuống, khí thế rất chèn ép người khác. Ngô Bình không cần nhìn cũng biết người này là địa tiên cảnh giới thuần dương. Anh không hề khiếp sợ, lập tức thi triển thần long băng thiên, vung nắm đấm qua đó. Đùng! Bóng người kia bị nắm đấm hất văng như con diều đứt dây, bay ra ngoài mấy trăm mét. Ngô Bình cúi đầu, tiếp tục tẩn Hoàng Phủ Hằng. Mấy phút sau, bóng người kia lại xuất hiện lần nữa nhưng không dám đến gần Ngô Bình, chỉ đứng cách xa hàng trăm mét rồi hô hào, dừng tay. Chương 776, Long Chủ bớt giận. Ngô Bình không buồn ngó ngàng, giơ chân đạp Hoàng Phủ Hằng khiến đối phương rên la vì đau đớn, máu tươi bắn tung tóe. Đối phương cuống quýt, tiểu hữu, xin hãy dừng tay, có gì từ từ nói. Bấy giờ Ngô Bình mới hất tay, điềm tĩnh hỏi, nếu biết nói tiếng người, tại sao không nói sớm hơn? Mặt mũi đối phương xanh lè, ông ta rảo bước tiến tới, không biết cháu trai tôi đã làm gì đắc tội cậu, cậu nỡ ra tay độc ác như vậy. Ngô Bình đánh giá người này, thấy ông ta lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, là một địa tiên cảnh giới thuần dương, mặc áo bào màu xám, trông chẳng khác gì một tú tài thời mãn thanh. Anh lạnh lùng đáp, thứ chó má này có cha sinh không có mẹ dạy, không hiểu lễ nghĩa, hôm nay tôi phát thiệt, giúp ông dạy dỗ hắn. Ông già mặc áo bào xám sắc mặt rất khó coi, lão phu Hoàng Phủ Thúc Nhân là ông nội của Hoàng Phủ Hằng, xin hỏi các hạ là cao nhân phương nào? Ngô Bình đáp, tôi là Long Chủ của Thiên Long. Nếu ông thấy không phục, chúng ta đánh một trận. Hoàng Phủ Thúc Nhân giật mình, hóa ra người này là Long Chủ. Ông ta hỏi, hóa ra là Long Chủ, cậu động tay động chân với cháu tôi như thế, e là không thích hợp lắm. Ngô Bình lãnh đạm đáp, đánh cũng đánh rồi, sao mà nhiều lời thế? Tôi hỏi ông có phục hay không, không phục thì chúng ta cũng so vài chiêu. Hoàng Phủ Thúc Nhân đâu dám ra tay với Ngô Bình. Cú đấm vừa nãy của anh suýt nữa khiến bộ xương già của ông ta rụng rời. Ông ta hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Hằng đang rên hừ hừ trên nền đất, thứ khốn nạn, đã bảo cháu phải khiêm tốn, cháu làm như thế nào hả? Còn không xin lỗi Long Chủ. Ngô Bình nói, không phải xin lỗi tôi, mà là xin lỗi sư huynh Diệp Thiên Tông của tôi. Hoàng Phủ Hằng trên mặt đất hận Ngô Bình thấu xương, hắn ta gầm lên, bắt tao xin lỗi, đừng hòng. Ngô Bình cười hề hề,
không xin lỗi cũng được thôi, bây giờ tao sẽ phế bỏ tu vi của mày, ném mày xuống dưới gầm cầu đi bộ làm ăn mày 3 năm. Hoàng phủ thúc nhân giật mình, vội vàng xin tha, long chủ bớt giận. Sau đó ông ta tới trước mặt cháu trai mà thì thầm, mau xin lỗi Diệp tiên sinh đi. Hoàng phủ Hằng cực kỳ không phục, ông nội mình là địa tiên, gia tộc Hoàng phủ là thế gia võ đạo, hà tất phải sợ một long chủ. Nhưng lúc này hắn ta không dám trái lời Hoàng phủ thúc nhân, đành chống cánh tay đau nhức, chắp tay với Diệp Thiên Tông. Diệp tiên sinh, xin lỗi, là tôi không đúng. Diệp Thiên Tông cười ha hả, không sao đâu, tôi không so đo với cậu. Nói xong, ông ta cũng không giao kiếm thần võ cho Hoàng phủ Hằng, cầm kiếm đi xuống. Ngô Bình cũng theo xuống, cười cười hỏi, sư huynh, công phu quyền cước của em cũng được chứ? Đánh cho thằng nhãi đó không thể nào đánh trả nổi. Diệp Thiên Tông cảm thấy buồn cười, thằng nhãi đó thực lực cũng không kém, tinh thông 4 môn tuyệt học của gia tộc Hoàng phủ. Tiếc là hắn ta kém sư đệ 108.000 dặm, chỉ có thể ăn đòn thôi. Dương Mộ Bạch và những người khác cũng cười ha hả, đoàn người nghênh ngang rời đi, bỏ mặc Hoàng phủ Hằng tiếp tục mất mặt. Chúng mày chưa xong với tao đâu, qua hồi lâu, hắn ta cuối cùng cũng giống lên đầy giận dữ, nhưng lúc này Ngô Bình và các sư huynh đệ đã đi xa rồi. Ngô Bình và những người khác tới viện trạch mà Diệp Thiên Tông sống, một căn biệt thự được xây dựng trên lưng núi. Cả ngọn núi này chỉ có một căn biệt thự, cũng chỉ có một con đường xuống núi. Diệp Huyền đã đợi sẵn ở trên núi, anh ta hồ hởi tới đón, mỉm cười nói, sư thúc tổ, đệ tử chuẩn bị rượu thịt, chúng ta uống một trận đã đời. Lý Huyền Bá và Tạ Phi cũng ở đó, thời gian này 3 người họ hẹn một nhóm mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tới biệt thự trên núi buông xóa ngày đêm, vừa mới thu dọn chiến trường. Ngô Bình nhìn quầng thâm đen thui của Diệp Huyền mà mắng, mới mấy ngày đã giống còn vỏ rồi. Diệp Huyền cười gượng, hiếm khi được nghỉ, tất nhiên phải thư giãn rồi. Tam thế hệ tề tự một chỗ, đồ đệ của Lý Long Thần, Triệu Phương Ninh, Chu Vân Hổ và Trần Nhược Tùng cũng chạy tới tụ họp, vô cùng náo nhiệt. Đệ tử Quảng Hải của Diệp Thiên Tông đến giờ vẫn còn rất phấn khích, đợi khi đám đông ngồi xuống, anh ấy vội vàng hỏi, sư thúc làm sao đánh cho tên Hoàng Phủ Hằng kia không thể trở tay được vậy? Chúng đệ tử trông thấy sư thúc cũng không dùng đến tuyệt học gì, tên Hoàng Phủ Hằng kia cứ như đưa mình đến cho người đánh vậy. Diệp Thiên Tông đáp, Quảng Hải, tu vi của con quá cao mới không nhìn ra được sự lợi hại của sư thúc. Sau đó ông ấy nói, sư đệ, em khoe vài chiêu, cho các tiểu bối mở rộng tầm mắt. Ngô Bình mỉm cười, được thôi, Quảng Hải, anh qua đây. Quảng Hải bước tới phía trước, mỉm cười, sư thúc, người ra tay nhẹ nhẹ chút, đệ tử không chịu được đòn đâu. Ngô Bình nói, khi tôi ra tay với Hoàng Phủ Hằng, thực ra hắn ta vẫn luôn muốn phản đòn, nhưng hắn ta còn chưa kịp dùng chiêu thì tôi đã ra tay trước, hóa giải đòn tấn công của hắn ta. Như thế mới khiến mọi người trông thấy mà tưởng rằng Hoàng Phủ Hằng để yên cho tôi đánh. Nói xong anh gọi, Quảng Hải, anh đánh tôi đi. Quảng Hải biết Ngô Bình tu vi cao nên lập tức dồn hết toàn lực vung ra một nắm đấm. Thế nhưng, nắm đấm của anh ta vừa vung ra được một nửa thì Ngô Bình đã lách tới bên trái anh ta, giơ tay giữ vai anh ta, bao nhiêu sức mạnh mà anh ta đánh ra bị giải trừ hết. Sức mạnh không thoát được ra ngoài khiến anh ta thấy rất khó chịu. Thế là anh ta lại giơ chân đá, nhưng bị chân của Ngô Bình chạm vào bắp chân, cú đá bị hóa giải. Phen này anh ta càng thêm khó chịu, Quảng Hải liên tục xuất chiêu, lần nào cũng bị phá bỏ giữa chừng. Chưa được bao lâu, Quảng Hải đã hô lên, đầu hàng, đệ tử chịu không nổi nữa. Anh ta nhảy sang bên cạnh, thở hồng hộc và cười khổ, sư thúc, thế này thì khó chịu quá. Dương Mộ Bạch đáp, sư thúc sợ đả thương cậu nên chưa đánh thật đâu, tên Hoàng Phủ Hằng kia còn khó chịu hơn cậu gấp nhiều lần. Quảng Hải chấn động, sư thúc, người quá thần thánh luôn. Lý Long Thần bật cười, sư thúc cậu là võ thánh đấy, không thần thánh liệu có dám xưng thánh không? Chu Vân Hổ cũng cười, sư thúc, chúng đệ tử chưa từng chạm mặt võ thánh bao giờ, người có thể nói cho đệ tử biết, võ thánh lợi hại ở điểm nào không? Ngô Bình đáp, xét về lý luận, võ thánh không mạnh hơn võ thần là bao nhiêu, nhưng võ thánh có thánh tâm, bất kể gặp phải tình huống đột ngột nào cũng có thể đưa ra phán đoán lý trí nhất. Ngoài ra, giới hạn võ lực của võ thánh cũng cao hơn. Ví dụ, giống như chơi game vậy, cấp bậc của võ thần có thể đánh đến cấp 50. Võ thánh thì khác, cao nhất có thể đánh đến 1-200. Trần Nhược Tùng hỏi, sư thúc, có phải sau này võ thánh thăng cấp lên địa tiên sẽ dễ hơn không? Ngô Bình đáp, có thể nói như vậy. Thực ra lợi ích của việc sở hữu thánh tâm không chỉ có vậy.
Nhân tiên sau khi khai thông ba thần khiếu sẽ sinh ra một lần huyễn tâm kiếp. Nếu có thánh tâm, có thể nhẹ nhàng vượt qua huyễn tâm kiếp. Ngoài ra, sau khi đã thông bảy thần khiếu còn có một lần tâm ma đại kiếp, muốn đối đầu với nó cũng cần thánh tâm mạnh mẽ. Trần Nhược Tùng gật đầu, sư thúc đúng là tiền đồ rộng mở, sau này nhất định có thể đạt đến cảnh giới thứ tư của nhân tiên, thậm chí là thứ năm. Đệ tử Tử Thanh của Triệu Phương Ninh là một cô gái thanh tú, cô ấy hỏi, sư thúc tổ, cảnh giới thứ năm, thứ sáu của nhân tiên là như thế nào ạ? Ngô Bình đáp, cảnh giới thứ năm của nhân tiên chú Pháp Bàn, tục gọi là võ quân. Cảnh giới thứ sáu của nhân tiên vận thần thông, tục gọi là thần quân. Hai cảnh giới này có thể hô mưa gọi gió, xua thần đuổi quỷ, có thể thi triển pháp thuật thần thông. Tôi suy đoán theo như vốn tri thức của mình, thực lực của võ quân có lẽ mạnh hơn chân quân. Nếu đạt đến cảnh giới thần quân, cho dù là địa tiên cảnh giới thứ 12 trở lên cũng khó lòng đối phó. Đám đông nghe mà thất thần, địa tiên cảnh giới thứ 12. Đó là cảnh giới mạnh đến mức nào cơ chứ? Chương 777, học xong thực hành ngay. Quảng Hải hỏi, sư thúc, không phải địa tiên chỉ có 10 cảnh giới sao? Sao còn có cảnh thứ 12 nữa? Ngô Bình, thật ra địa tiên cảnh có 4 kỳ tu hành, lần lượt là kỳ linh biến, kỳ thần hóa, kỳ động tàng, kỳ đoạt thiên. Mỗi kỹ lại chia thành 5 cảnh giới nhỏ. Thông thường đều nói địa tiên có 10 cảnh, chính là nói kỳ linh biến 5 cảnh cộng thêm kỳ thần hóa 5 cảnh. Tu sĩ kỳ động tàng, thế gian gọi là tiên quân, tu sĩ đoạt thiên thì được gọi là tiên tôn. Ngay cả trong thời kỳ văn minh tiền sử, động tàng và đoạt thiên đều không phải lựa chọn bắt buộc đối với tu sĩ. Xưa nay chỉ có thiên tài tu hành mới dám thử. Ngô Bình giải thích với mọi người, ví dụ như động tàng cảnh đỉnh cao, phải lĩnh hội kho tàng cực hạn trong cơ thể người, mở ra thiên phú nhân đạo. Mà kiểu tiên quân mở đường kho tàng cực hạn này, thời tiên quốc được gọi là chí thánh tiên quân. Đoạt thiên cảnh thì càng lợi hại hơn, đoạt tạo hóa đất trời, nghịch thiên cải mệnh, nếu có khai phá con đường tu hành độc nhất vô nhị thì chính là đại tiên tôn. Diệp Thiên Tông, về tu hành, sư thúc mấy đứa hiểu sâu biết rộng, có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy. Các tiểu bối đều rất phấn khích, hồ hởi tiến lên xin chỉ giáo, còn Ngô Bình chỉ dùng dăm ba câu đã khiến bọn họ có được lợi ích không nhỏ. Bữa tiệc kéo dài đến tối muộn, mọi người cũng chưa rời đi, bọn họ bám riết Ngô Bình hỏi mấy vấn đề về tu hành. Không giác, trời cũng đã sáng. Ngô Bình nhớ đến bữa sáng Lina làm, mặt trời còn chưa ló dạng đã vội về nhà dùng bữa sáng. Sau khi về đến nhà, anh vừa dùng điểm tâm ngon miệng vừa nghe Hoa Giải Ngữ báo cáo. Long chủ, đoàn khảo sát Đông Doanh hôm nay do chúng ta tiếp đón. Hai bên sẽ tổ chức thi đấu. Ý của bên trên là nếu Thiên Long có thể thắng liên tiếp hai trận thì sẽ sắp xếp một suất tiến vào bí cảnh cho Thiên Long. Mắt Ngô Bình sáng lên, được. Hai trận này, tôi đích thân đánh. Hoa Giải Ngữ, Long chủ, nước thân độc biên giới Tây Nam gần đây thường xuyên cử tu sĩ xâm phạm biên giới. Giết chết 73 chiến sĩ biên phòng bên ta. Quân phòng thủ Tây Nam cầu viện Thiên Long chúng ta, xin Long chủ ra lệnh. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, nhóm nhỏ Tây Nam làm ăn kiểu gì không biết, chuyện như vậy không phải do bọn họ phụ trách sao? Hoa Giải Ngữ khẽ thở dài, nhóm nhỏ Tây Nam tháng trước bị tiêu diệt toàn quân, trước mắt vẫn chưa khôi phục được tổ chức. Ngô Bình bỏ đũa xuống, nhíu mày nói, cô nói là cả nhóm nhỏ Tây Nam bị tiêu diệt toàn bộ. Anh từng là tổ trưởng tổ Hắc Thạch, biết rõ số lượng nhân viên chạy việc bên ngoài rất nhiều, bình thường sẽ không bị tiêu diệt toàn đội. Hoa Giải Ngữ, tại khu vực Tạ Nguyên phát hiện một khu mộ cổ tiền sử, nhóm nhỏ Tây Nam đi thăm dò trước, kết quả. Ngô Bình cười lạnh, từ khi nào Thiên Long lại bắt đầu cướp thiên cơ vậy? Hoa Giải Ngữ cúi đầu, là mệnh lệnh của thuộc hạ Đoạn Long, nhóm nhỏ Tây Nam không thể không chấp hành mệnh lệnh. Ngô Bình suy ngẫm một lúc rồi nói, tôi cử cho cô mấy người. Lập tức thiết lập đội Tây Nam. Hoa Giải Ngữ, vâng. Dùng bữa xong, Ngô Bình lại gọi Lý Huyền Bá và Tạ Phi đến, chọn ra 10 cao thủ trong nội bộ Thiên Long, tạm thời lập ra đội Tây Nam, do Tạ Phi làm tổ trưởng, Lý Huyền Bá là đội phó, ứng phó với thân độc xâm nhập. 9 giờ đúng, Ngô Bình đưa Long Vệ đến võ quán Thiên Kinh Hòa Bình, tham gia hai trận thi đấu với người của bên đội khảo sát Đông Doanh. Mỗi một trận đấu, đều sẽ quyết định một suất tiến vào bí cảnh. Võ quán Hòa Bình đã tồn tại hơn 60 năm, ngoài mặt đây là một võ quán, trên thực tế là nơi để Thiên Long dùng để tiếp đãi sứ đoàn ngoại quốc. Võ quán rộng hơn 1000 mét vuông, hôm nay lại trống vắng, chỉ có rất ít người ở đây. Đoàn khảo sát Đông Doanh đã đến trước, mười mấy người đang ngồi vây quanh cùng thương lượng gì đó. Ngô Bình vừa đến,
Trịnh Hoài đã nhanh chóng đến đón nói, Long chủ, có chuyện rồi. Ngô Bình, có chuyện gì? Trịnh Hoài, vừa nhận được tình báo, hai cao thủ do Đông Doanh cử đến, một người được gọi là cao thủ Nhẫn Vương, người còn lại là thiên tài Aikido, Tetsuya Onibi. Ngô Bình, người này là cảnh giới gì? Trịnh Hoài, có lẽ đều là cao thủ cấp võ thần. Ngô Bình, ừ, không cần lo lắng, tôi nắm chắc phần thắng. Bên Đông Doanh đã chú ý đến Ngô Bình, trong đám người, có một người trung niên đứng dậy, chậm chậm bước về phía Ngô Bình, khom người, các hạ thủ long, tôi là người dẫn đoàn của đoàn khảo sát, tôi tên Sasaki Asaya. Ngô Bình gật đầu, ông Sasaki, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đánh thôi. Sasaki Asaya khẽ cười, vung tay lên, sau lưng ông ta bỗng có một người đàn ông cao chừng 1m8 bước ra, mặc đạo phục màu trắng, đi chân trần. Anh ta cúi đầu với Ngô Bình, nói Tetsuya Onibi, xin chỉ giáo. Ngô Bình nói, nghe danh các hạ là thiên tài Aikido, trận này, tôi đánh với anh. Tetsuya Onibi ngẩng đầu nhìn Ngô Bình, cười nói, đánh với ai, kết quả cũng như nhau. Sasaki Asaya cười ha hả, vậy thì, bắt đầu thôi. Mọi người xung quanh tản ra, Tetsuya Onibi giang hai tay, hai người đi theo giúp hắn cởi đạo phục ra. Cứ thế, Takeshi Onibi chỉ mặc một chiếc quần đùi, để lộ đường cong cơ bắp đáng sợ. Thân thể hắn giống như tạc tượng vậy, cảm giác đầy sức mạnh, mọi người xung quanh cũng cảm thán. Takeshi Onibi cười hung tàn, không biết Long chủ muốn dùng võ công gì đánh với tôi. Ngô Bình nhìn hắn nói, anh muốn bị đánh bại bởi võ công gì, có thể nói với tôi nhất định sẽ thỏa theo tâm nguyện anh. Takeshi Onibi cười lạnh một tiếng, anh rất liều lĩnh, nhưng cũng không sao, tôi sẽ cho anh nếm mùi đau khổ trong trận đấu này. Nếu có thể, thì cứ dùng thái cực quyền đánh với tôi. Thái cực, Ngô Bình ngẫm nghĩ, có thể, nhưng tôi chưa từng luyện thái cực, phải tìm sư phụ học một chút đã. Ánh mắt anh tìm kiếm, hỏi, mọi người có ai biết thái cực? Võ quán có một ông lão đang lau sàn, thấy không ai trả lời, ông ấy cười nói, cậu nhóc, tôi biết chút về thái cực, có thể dạy cậu. Ngô Bình cười nói, được, cảm ơn ông. Đây chỉ là một ông lão bình thường, đồng thời cũng là một người thích thái cực. Ông ấy thấy Ngô Bình muốn học, lập tức nghiêm túc đánh một bộ 24 chiêu thức đơn giản của thái cực. Ngô Bình nhìn một lượt, cảm thấy ông lão đánh không tệ, ít nhất động tác trông cũng rất đẹp. Ông lão đánh xong, Ngô Bình cười nói, ông lão, đánh không tệ, rất đẹp mắt. Sau đó gọi quản lý võ quán đến, nối thưởng cho ông lão 10.000. Quản lý vội nói, vâng, Long chủ. Ông lão rất vui mừng, vội nói không cần. Ngô Bình cứ vậy tập luyện một lượt tại chỗ, khởi động, ngựa hoang hất bờm, hạc trắng tung cánh, anh đánh võ một mạch, đánh tới khi thu thế. Mọi người nhìn anh đánh thái cực quyền, như mây trôi nước chảy, có một cảm giác kỳ lạ thú vị, khiến ông lão kia xem đến ngây người, hoa giải ngữ cũng thốt ra khen hay. Ngô Bình luyện một lượt, rồi nghiêng đầu nói với Tetsuya Onibi đang ngơ ngẩn, chúng ta bắt đầu đi. Tetsuya Onibi nheo mắt, dùng loại võ học rác rưởi này đấu với tôi. Anh chắc chắn. Ngô Bình nói, thái cực quyền bác đại tinh thâm, anh sẽ biết được ngay thôi. Takeshi Onibi thản nhiên nói, được. Trong vòng 3 chiêu, tôi đánh chết anh. Mọi người xung quanh lùi ra sau, Ngô Bình và Takeshi Onibi đứng song song. Takeshi Onibi động thủ trước, một quyền tấn công vào ngực. Ngô Bình dùng tay trái ra chiêu thức lãm tước vĩ, nắm lấy cánh tay đối phương, kéo đối phương xuống đất, sau đó tay phải quất một roi, vút qua như cơn gió. Chương 778, Long vệ siêu cấp. Tetsuya Onibi cả kinh, bèn lăn vòng, trốn sang một bên. Hắn vừa đứng dậy, Ngô Bình lại duỗi thẳng chân, đạp hắn ngã xuống đất. Tetsuya Onibi cảm thấy bị sỉ nhục, bèn ra đòn liên hoàn, quyền như điện, cước như gió. Nhưng thức như phong tự bế của Ngô Bình đã dễ dàng hóa giải chiêu thức của hắn. Sau đó anh dùng thức thủ huy tỳ bà tấn công vào cánh tay của đối phương, phát ra tiếng nổ bang bang bang. Cánh tay của Tetsuya Onibi tê dần, vội vã rút về. Không ngờ thức song phong quán nhĩ của Ngô Bình đã đánh thẳng vào hai bên huyệt thái dương trái, phải của hắn. Bốp! Tetsuya Onibi vội vàng rụt đầu về. Hai nắm đấm của Ngô Bình đánh vào nhau, như phóng ra sấm sét vậy. Hắn may mắn tránh được đòn này. Song Ngô Bình đã sử dụng chuyển thân ban, lan, trùy, tấn công vào đỉnh đầu hắn. Bốp! Cú đấm này đã đánh bại Tetsuya Onibi hoàn toàn. Hắn run lẩy bẩy rồi gục xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ.
Sau khi đánh chết Techsita Onibi bằng thái cực quyền đang học, Ngô Bình vẫn không đổi sắc mặt, nhẹ nhàng nói thái cực quyền này không khớp, lát nữa về phải sửa lại đôi chút. Sắc mặt Sasaki rất khó coi, sai người đem thi thể xuống, Yasui Kamiken, lên đi. Yasui Kamiken là một người trung niên có khí tức rất kỳ lạ, là một ninja, còn được gọi là sự tồn tại đáng sợ nhất của Nhẫn Vương Đông Doanh. Yasui Kamiken vừa bước ra, miệng đã không ngừng lẩm nhẩm những âm tiết quái lạ. Ngô Bình cực kỳ khinh miệt, trò kém cỏi này mà cũng dám dùng với tôi. Dứt lời, anh đột nhiên phát ra ba âm tiết vang dội. Cả người Yasui Kamiken lập tức chấn động, sau đó sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, ngã xuống đất rồi không ngừng co giật. Ngô Bình cười khẩy, rác rưởi. Sắc mặt ngày một tệ hơn, Sasaki Asaya trầm giọng nói, thủ lĩnh Thiên Long, các vị thắng rồi. Ngô Bình đáp, nói vậy, hai suất hiện nay thuộc về Viêm Long. Sasaki Asaya nói, muốn lấy được hai suất này, các vị còn phải giao đấu với các cao thủ của Mễ. Hy vọng các vị có thể sống đến cuối cùng. Nói xong, đám người Sasaki Asaya chào tạm biệt. Ngô Bình hỏi Hoa Giải Ngữ, khi nào người Mễ mới đến? Hoa Giải Ngữ đáp, trận đấu giữa thủ lĩnh và người Mễ sẽ được tổ chức tại Sư Thành vào tháng sau. Ngô Bình hỏi tiếp, có bao nhiêu nước tham gia tranh 6 suất cuối cùng này vậy? Hoa Giải Ngữ trả lời, hiện tại còn 7 nước, có điều Thiên Long chỉ cần đánh bại 2 cao thủ của Đông Doanh và Mễ là giành được 2 trong các suất đó. Ngô Bình vẫn chưa hiểu rõ chi tiết nhưng cũng lười hỏi thêm, đến lúc ấy chỉ cần đánh bại đối thủ là được. Sau khi đả bại người Đông Doanh, Ngô Bình quay về trụ sở chính của Thiên Long. Buổi chiều, anh tiếp tục nghiên cứu về nước thuốc gen. Ngô Bình bắt đầu sử dụng dị biến thạch và dược liệu, phỏng theo các loại thuốc gen cấp SSS trong tay, và điều chế thành công. Thuốc mà anh luyện được đã tổng hợp công dụng của mấy loại thuốc gen, tác dụng phụ ít hơn, hiệu quả tốt hơn. Thậm chí anh cho rằng thuốc do mình luyện ra ít nhất đạt trình độ SSSS cộng cộng, vượt qua thuốc gen ban đầu. Anh đặt tên cho thuốc này là Thần Long Dịch. Anh phân chia nước thuốc vừa luyện được thành 20 phần rồi gọi 20 long vệ đến. Những long vệ này sở hữu khí lực rất mạnh, tính cách cứng rắn. Anh bảo họ uống 20 chai Thần Long Dịch. Long vệ trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh, thậm chí họ còn không hỏi đó là gì, Ngô Bình bảo họ uống ngay mà không hề do dự. Sau khi họ uống nước thuốc, Ngô Bình mới nói, đây là Thần Long Dịch, nước thuốc gen cao cấp nhất trên thế giới. Uống nó rồi, mọi người sẽ trở thành những chiến sĩ mạnh nhất. Có điều lát nữa, mọi người có thể sẽ hơi đau một chút. Lời vừa dứt, đã có vài long vệ run bần bật, nằm xuống đất mà co giật. Ngô Bình tiến đến kiểm tra, tiện thể châm cứu giúp họ giảm đau. Dần dần, tất cả long vệ đều có triệu chứng rồi thi nhau ngã xuống. Nhưng tất cả đều nghiến chặt răng, không than vãn câu nào. Ngô Bình chốc chốc lại châm cứu cho họ, chốc chốc thì xoa bóp, nhằm đảm bảo long vệ sẽ không mất mạng vì tác dụng của thuốc. Chỉ cần không chết, họ sẽ tiếp tục mạnh lên và có được lợi ích cực lớn. Một giờ sau, đau đớn chậm rãi biến mất, các long vệ lục tục đứng dậy. Họ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp đang sinh ra trong cơ thể, càng lúc càng nhiều. Một giờ nữa trôi qua, Ngô Bình đột nhiên trầm giọng nói, tất cả tấn công tôi đi, phải dùng hết sức. Các long vệ trần trừ đôi chút rồi bổ nhào đến. Họ đều là binh vương, cao thủ trong cao thủ. Ngay cả một đại tông sư như Ngô Bình cũng phải cẩn trọng ứng phó. Một long vệ bị hất tung và đập mạnh vào vách tường, nhưng lại không hề hấn gì, nhảy bật dậy rồi tiếp tục lao đến. Các long vệ bị Ngô Bình đánh ngã vô số lần rồi đứng dậy vô số lần. Cứ như thế suốt hơn một giờ đồng hồ, Ngô Bình đã thấm mệt, nhưng các long vệ vẫn rất sung sức, càng đánh càng hăng. Nửa giờ nữa trôi qua, Ngô Bình lên tiếng, được rồi. Các long vệ ngừng tấn công, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, ngay cả người phản ứng chậm cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Thần Long Dịch mà thủ lĩnh vừa ban đã giúp họ lột xác. Ngô Bình nói tiếp, thể chất của mọi người rất tốt. Bây giờ tôi sẽ truyền dạy một bộ đoàn thể thuật, mọi người học thật kỹ nhé. Anh dạy cho họ đoàn thể thuật bát cực hoàn chỉnh, còn dạy một mạch ba nhóm động tác đầu tiên. Các long vệ vốn sở hữu thiên phú hơn người, cộng thêm công dụng của Thần Long Dịch, nên đã luyện thành công ba nhóm động tác đầu tiên cực kỳ nhanh. Ngô Bình bắt họ tiếp tục luyện tập đoàn thể thuật, đến khi luyện không nổi mới thôi. Cứ như thế, Ngô Bình giám sát các long vệ liên tục tập luyện. Đến 9 giờ tối. Các long vệ dần dần không kiên trì được nữa, giã rời gục xuống đất. Lúc này, Ngô Bình mới sai người đem một chiếc giường xoa bóp đến.
anh bảo các long vệ lần lượt nằm lên giường và đích thân xoa bóp cho họ. 20 long vệ vừa mừng vừa lo, có người còn cảm động mà rưng rưng nước mắt. Họ là những chiến sĩ tài giỏi lại kiên cường, không e sợ cái chết, nhưng lại yếu lòng khi được người khác đối xử tốt như vậy. Ngô Bình ra tay rất nhanh, không ngừng vỗ vào người long vệ, cố gắng giúp họ hấp thụ thật nhiều thần long dịch, phát huy dược lực. Sau khi anh xoa bóp cho 20 long vệ xong xuôi thì trời đã hửng sáng. Ngay cả người có thể chất tốt như Ngô Bình cũng mệt rã rời. Anh ngồi trên ghế, nhấp vài ngụm trà rồi nói, mọi người vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bây giờ tôi sẽ truyền dạy nhóm đoàn thể thuật thứ tư và thứ năm. Các long vệ không hề than vãn, Ngô Bình dạy, họ sẽ nỗ lực học, ra sức luyện tập nhiều hơn. Đến khi trời sáng hẳn, cuối cùng họ cũng nắm vững năm nhóm đoàn thể thuật đầu tiên, không ngừng tập luyện từ đầu đến cuối. Đến khi họ thật sự không luyện tiếp được nữa, Ngô Bình mới bảo họ nhảy vào một cái vại lớn để ngâm nước. Trong vại là thuốc do anh luyện chế bằng tiên đỉnh thuần nhất, sau đó làm thành nước thuốc. Thuốc này có hiệu quả luyện hình cực tốt cho các long vệ. Ngâm mình trong nước thuốc, các long vệ cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng bao lâu sau đã ngáy vang trời. Ngô Bình lắc đầu, bảo Hoa Giải Ngữ đứng trông chừng, bọn họ phải ngâm mình ít nhất 3 giờ. Anh quay về tiểu viện, Lina đã làm xong bữa sáng, Ngọc Nô, Hồng Nhan chuẩn bị quần áo cho anh, phục vụ anh tắm rửa và thay đồ. Ngô Bình rất mệt, ăn xong bữa sáng, anh liền về phòng nghỉ ngơi, ngủ một mạch đến trưa. Anh vừa thức dậy, Hoa Giải Ngữ đã vội vàng báo cáo, thủ lĩnh, các long vệ đã phục hồi, họ yêu cầu tiếp tục huấn luyện. Ngô Bình mỉm cười, đúng là một đám không biết sợ, tôi phải tiếp tục hành hạ họ thôi. Chương 779, ngôi miếu ở Tạng Nguyên. Tiếp theo, Ngô Bình bắt đầu truyền dạy võ thuật, đao thuật, kỹ năng chiến đấu phối hợp nhiều người cho các long vệ. Anh là đại tông sư võ học, trong đầu có vô số võ học, chọn bừa một loại cũng là tuyệt học chấn động thế giới. Ngô Bình dạy cho long vệ mỗi ngày, nhoáng một cái đã 3 ngày trôi qua. Các long vệ chăm chỉ luyện tập và tiến bộ rất nhanh. Bây giờ, mỗi một long vệ đều sở hữu thực lực đủ để giết chết võ thần. Họ còn bố trí thế trận, ngay cả Ngô Bình cũng đau đầu, không dốc hết sức mình thì đừng mong đánh thắng họ. Hôm nay, Ngô Bình chính thức truyền dạy phương pháp hít thở thượng thừa cho họ. Ngô Bình dốc sức bồi dưỡng long vệ như vậy vì quá yêu thích nhóm người này. Họ trung thành, dũng cảm, thiên phú cực tốt, anh không muốn lãng phí những hạt giống tốt như thế. Xế chiều, anh chỉ điểm cho long vệ luyện tập phương pháp hít thở. Hoa Giải Ngữ tiến đến báo cáo, thủ lĩnh, trưởng nhóm Tây Nam Lý Huyền Bá đưa tin rằng, số lượng tu sĩ của thân độc quá nhiều, nhóm Tây Nam cần chi viện. Ngoài ra, ngôi mộ cổ ở Tạng Nguyên xuất hiện hiện tượng lạ, thu hút nhiều tu sĩ từ các nước ghé thăm. Bọn họ cũng cần một lượng lớn nhân sự để duy trì trật tự. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, xem ra tôi phải đích thân đến đó một chuyến. Lập tức sắp xếp máy bay, 1 giờ nữa khởi hành. Vâng. 1 giờ sau, 7 chiếc máy bay cất cánh, bay đến Tạng Nguyên. Sau khi bay hơn 4 giờ, máy bay đáp xuống một sân bay quân sự của Tạng Nguyên. Anh vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Đại tướng 3 sao Phương Vĩnh Thương trấn thủ Tây Nam đích thân ra đón. Chào mừng thủ lĩnh, Phương Vĩnh Thương đứng thẳng, chào quân đội với Ngô Bình. Phía sau ông ấy có 10 mấy cấp dưới, trên vai họ đều có ngôi sao. Ngô Bình cười nói, tướng quân Phương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phương Vĩnh Thương cười đáp, thủ lĩnh, rất vinh dự khi được gặp lại cậu. Mời thủ lĩnh, nhóm người Ngô Bình ngồi xe quân đội để đến doanh trại. Đến đại doanh, Phương Vĩnh Thương mời Ngô Bình đến ban chỉ huy của ông ấy, thẳng thắn mở lời, thủ lĩnh, không rõ vì sao nước thân độc nhiều lần xâm phạm biên giới. Vốn dĩ chuyện này nên để doanh trại thần uy xử lý, nhưng hiện nay doanh trại thần uy đang tham gia hành động ở phía Tây, không thể chi viện cho chúng tôi. Nhân sự mà cậu cử đến trước đó đã đẩy lùi vài lần xâm lược của thân độc. Nhưng người do đối phương phải đến càng lúc càng nhiều, tôi thấy họ không kiên trì được bao lâu nữa. Ngô Bình gật đầu, tôi hiểu rồi. Tướng quân Phương yên tâm, tôi đã đến đây thì chắc chắn sẽ giúp anh dập tắt sự kiêu ngạo và càn quấy của đối phương. Phương Vĩnh Thương mừng rỡ nói, được, xin nhờ thủ lĩnh. Sau đó, Lý Huyền Bá và Tạ Phi vội vàng đến báo cáo. Cả hai đều bị thương, may mà tình trạng không nặng. Ngô Bình hỏi thêm tình hình, đoạn bảo, xem ra người thân độc đã có mưu đồ, nếu không đã chẳng xâm lược liên tục như vậy. Huyền Bá à, đã điều tra rõ chưa? Lý Huyền Bá đáp, thủ lĩnh, chúng tôi đã bắt sống vài tên. Sau khi thẩm vấn,
bọn chúng khai rằng phía thân độc có thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngô Bình giật mình, hỏi Phương Vĩnh Thương, tướng quân Phương, có thể nói cho tôi biết phạm vi hoạt động của người thân độc không? Phương Vĩnh Thương lấy ra một tấm bản đồ tạng nguyên, dùng bút vẽ một vòng tròn trên đó, có lẽ là phạm vi này. Mỗi lần xâm lược, bọn họ đều hoạt động trong khu vực này. Đây là bản đồ địa hình lập thể. Ngô Bình phát hiện khu vực này có những dãy núi tuyết nối liền, có khoảng sau ngọn núi lớn. Anh lẩm bẩm, người thân độc đang tìm thứ gì ở đây? Không ai có thể trả lời. Ngô Bình nói tiếp, tôi đến đó xem sao. Phương Vĩnh Thương đáp, tôi sẽ cho một chiếc máy bay trực thăng vũ trang đưa cậu đến đó. Ngô Bình xua tay, không cần đâu. Tôi sẽ tự đi, đưa cho tôi máy định vị vệ tinh là được. Lấy được máy định vị rồi, anh tìm một nơi không có ai, ngồi lên nhân bì rồi bay lên. Bay được mười mấy phút, anh tìm được vị trí đại khái nhờ máy định vị, sau đó tiếp tục bay trên cao và nhìn xuống dưới. Bây giờ đang là tháng 5, nhiệt độ ở Tạ Nguyên vẫn hơn 10 độ, cực kỳ mát mẻ. Ngồi trên nhân bì, Ngô Bình ăn hoa quả, thưởng thức cảnh sắc núi tuyết tráng lệ. Đột nhiên anh nheo mắt lại, nhìn thấy có một ngôi miếu trên một đỉnh núi tuyết. Miếu không lớn lắm, trơ trọi đứng đó. Nhưng lúc này lại có vài người mặc trang phục thân độc đang vây quanh ngôi miếu. Anh lập tức bảo Viêm Dương đáp xuống, rồi nhảy xuống khi chỉ còn cách mặt đất mấy chục mét. Mặt đất rung chuyển, khiến tuyết trên đỉnh miếu rơi xuống. Bốn người thân độc giật mình, đồng loạt lùi đi mấy bước. Ngô Bình mặc kệ họ, anh ngoái lại nhìn, phát hiện một hòa thượng gầy gò, mặt đầy nếp nhăn đang ngồi trong miếu. Vừa nhìn, anh đã biết vị sư này đang khổ tu ở đây, có lẽ đã không ăn gì suốt mười mấy năm qua, giữ trạng thái thiền định trong thời gian dài, bình thường chỉ uống một ít nước tuyết. Mục đích cuối cùng của phương pháp tu hành này là tu tâm, nhưng Ngô Bình không nghĩ vậy. Anh cho rằng đây là phương pháp ngu ngốc nhất, tuy rằng cũng có hiệu quả. Anh không quan tâm đến hòa thượng nữa, xoay lại nhìn chăm chú một người thân độc rồi hỏi, các người đến đây làm gì? Người thân độc nọ chỉ cười khẩy mà không nói gì, rút một thanh loan đao từ phía sau ra rồi chém về phía Ngô Bình. Ngô Bình liền đấm thẳng vào bụng đối phương, người thân độc nọ trợn trừng mắt, sau đó chậm chậm ngã xuống đất. Chịu phải cú đấm này của Ngô Bình, người nọ đã không còn cơ hội sống sót. Đánh chết một tên rồi, Ngô Bình hỏi người thứ hai, nói đi. Người thân độc này rất đen, thấy bạn đồng hành của mình đã chết bèn hoảng sợ nói, chúng tôi đến đây thăm Đan Ba Thượng Sư. Xin hỏi huyệt mộ của thần vương núi tuyết ở đâu? Một người thân độc khác nổi giận, tên phản bội, sao lại nói chuyện này với kẻ địch? Ngô Bình hỏi, thần vương núi tuyết, là gì vậy? Người thân độc ấy định trả lời thì bất ngờ bị kẻ đằng sau đâm phập vào tim. Ngô Bình nổi cáu, bèn vung chân đá kẻ vừa ra tay, sau đó nhìn chằm chằm vào người cuối cùng còn sót lại, nói đi. Người này sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, miệng líu díu nói toàn thổ ngữ thân độc. Ngô Bình không hiểu, bèn đá văng đối phương ra. Tội lỗi, nhà sư phía sau đột nhiên lên tiếng, còn thở dài thườn thượt. Ngô Bình vừa nhìn vị sư già ấy vừa nói, ông đang khổ tu ở đây, vì muốn tu được lưu ly tâm sao? Tiếc rằng ngộ tính của ông quá kém, còn cách lưu ly tâm hàng trăm dặm. Vị sư già không hề tức giận, chỉ nói, thí chủ, thần vương núi tuyết là vị thần trấn thủ thánh cảnh thiên tuyết. Tìm được vị thần này thì sẽ tìm được lối vào thánh cảnh thiên tuyết. Ngô Bình thoáng giật mình, nói vậy là thần vương núi tuyết đang ở gần đây. Vị sư ấy đáp, có lẽ vậy, tất cả đều là truyền thuyết, nếu tôi biết thì đã tự đi tìm từ lâu. Ngô Bình hỏi, thế thánh cảnh thiên tuyết là nơi nào vậy? Vị sư già trả lời, một không gian gấp tương tự Côn Luân, đã bị tà ma xâm chiếm rất lâu về trước. Sau này, vì để ngăn chặn tà ma trốn thoát, thần vương núi tuyết đã hiến tế bản thân, phong ấn lối ra của thánh cảnh thiên tuyết. Ngô Bình cau mày, nói vậy, thánh cảnh thiên tuyết là một nơi vô cùng nguy hiểm, bên trong có rất nhiều tà ma. Lẽ nào người thân độc muốn mở thánh cảnh này để thả tà ma ra? Chương 780, đường băng tuyệt mệnh. Lão Tăng nói, nhưng thần vương núi tuyết từng để lại một dự đoán rằng sẽ có ngày thánh cảnh thiên tuyết sẽ sinh ra một bậc chí tôn vô thượng, người đó sẽ tiêu diệt tất cả tà ma, thống nhất thiên hạ. Ngô Bình híp mắt lại, thống nhất thiên hạ ư? Anh hỏi Lão Tăng, ông khổ tu ở đây chắc cũng có liên quan đến thánh cảnh thiên tuyết đúng không? Lão Tăng cười đáp, tôi chỉ là một tăng nhân khổ tu, chứ không liên quan gì đến thánh cảnh thiên tuyết cả. Ngô Bình, vậy ư? Thế tại sao người thân độc lại cứ nhằm vào ông? Lão Tăng, họ tin vào tin vịt, cho rằng tôi biết mộ của thần vương núi tuyết.
Ngô Bình, Thượng Sư Đan Ba, sau khi chất thần vương núi tuyết đã được chôn cất ư? Lão Tăng, tôi không biết. Ngô Bình biết sẽ không hỏi được gì từ lão hòa thượng này nên nói, nếu thượng sư không muốn nói thì tôi không làm phiền nữa. Dứt lời, anh nhảy từ trên vách đá xuống, nhân bì lao ra đỡ rồi bay đi xa. Đại sư Đan Ba nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Bình rồi lẩm bẩm, vậy là lời dự đoán của thần vương núi tuyết đã ứng nghiệm rồi ư? Ngô Bình tìm kiếm ở xung quanh một hồi thì thấy có rất nhiều người của nhân độc, sau đó anh đã không chút do dự mà giết sạch. Khi anh quay về doanh trại thì đã là một tiếng đồng hồ sau đó, Phương Vĩnh Thương hỏi, Long chủ có phát hiện gì không? Ngô Bình, tôi vừa giết một đám người thân độc, thì biết họ đang tìm thánh cảnh thiên tuy ít. Nhưng xem chừng, họ không thể tìm ra nơi ấy ngay được đâu. Phương Vĩnh Thương, có Long chủ ở đây thì đám người thân độc mất đường về rồi. Ngô Bình, tôi sẽ ở lại vài ngày để làm rõ chuyện thánh cảnh thiên tuyết, Phương tướng quân có gì cần thì cứ bảo tôi. Phương Vĩnh Thương, được. Giờ tôi không làm phiền Long chủ nữa. Phương Vĩnh Thương còn bận việc quân nên rời đi ngay. Ngô Bình hỏi Hoa Giải Ngữ, cổ mộ Tạ Nguyên ở đâu? Hoa Giải Ngữ lấy bản đồ điện tử ra rồi đáp, Long chủ, cổ mộ cách đây 275 km. Ngô Bình, rất nhiều người của đội Tây Nam đều bỏ mạng ở đây, có thu thập được thông tin gì về thứ ở bên trong cổ mộ không? Hoa Giải Ngữ, theo tư liệu để lại thì chắc họ đã gặp trận pháp ạ. Ngô Bình ngạc nhiên, trong đó có trận pháp ư? Hoa Giải Ngữ, vâng, giờ người của mình không ai dám vào đấy nên tạm thời chỉ canh bên ngoài thôi. Nhưng sau khi tin tức về cổ mộ truyền đi, các chân giả cả trong và ngoài nước đều muốn vào đó thăm dò. Hơn nữa, số lượng vẫn không ngừng tăng lên, giờ bên mình rất khó giữ trật tự. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, đi, đến đó xem sao. Vì thế, anh đã mang theo Long Vệ rồi ngồi máy bay đến cổ mộ. Nửa tiếng sau, máy bay đã đáp xuống đỉnh một ngọn núi tuyết, mọi người lần lượt đi xuống dưới. Xung quanh đây có rất nhiều lều trại, ít cũng phải vài trăm người đang tập trung ở đây, thậm chí có người còn nhóm lửa thổi cơm tại chỗ luôn. Hoa Giải Ngữ, Long chủ, lối vào của cổ mộ ở ngay phía trước. Ngô Bình gật đầu, sau đó cả đoàn người cùng cất bước lên phía trước thì nhìn thấy có một khối tăng cực lớn, khối băng đã tan ra rồi để lộ một lối vào cao bằng một thân người. Có 12 người của Thiên Long đang đứng cạnh đó, nhìn thấy Ngô Bình, họ đều tiến lên hành lễ. Long chủ. Ngô Bình gật đầu rồi hỏi, mọi người canh ở đây có thấy ai muốn xông vào không? Một người đáp, thưa Long chủ, các tu sĩ bên ngoài đều muốn vào, thậm chí có người còn xô sát với người mình. Ngô Bình gật gù, mọi người canh ngoài này nhé, để tôi vào trong xem sao. Anh vừa đi vào cổ mộ thì đã nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài, Thiên Long các người độc tài quá đấy. Ngôi mộ cổ này vô chủ, dựa vào đâu mà không cho chúng tôi vào. Ngô Bình ngoái lại thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang làu bàu bên ngoài, phía sau cũng có thêm một tốp người phụ họa theo. Nghe giọng của họ, Ngô Bình đoán họ đều là tu sĩ nước ngoài. Anh Bình thản đáp, ai không phục thì đến đây, tôi sẽ trò chuyện cùng. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, sau đó hiên ngang bước tới hỏi Ngô Bình, được, tôi cũng đang muốn nói lý với các người đây. Ông ta đứng trước mặt Ngô Bình rồi nói, chúng tôi chỉ muốn vào bên trong ngó nghiêng chút thôi, hy vọng Thiên Long đừng cản trở. Ngô Bình, đây là Viêm Long, nên ai đến đây cũng phải tuân thủ theo pháp luật của nước tôi. Ngôi mộ cổ này đang được pháp luật bảo vệ, vì thế các người không được vào. Người đàn ông cười lạnh, nếu tôi cứ muốn vào thì sao? Ngô Bình, tốt nhất ông đừng làm thế, không sẽ phải chết thảm đấy. Người đàn ông hừ mạnh nói, để tôi xem cậu định cho tôi chết thảm thế nào. Ngô Bình thở dài, anh biết nếu không cho người này một trận thì những người khác còn kêu gào, vì thế anh nói, được, tôi sẽ đánh ông một quyền, nếu ông né hoặc đỡ được thì tôi cho ông ra vào đây thoải mái. Người đàn ông sáng mắt lên, ông ta là cao thủ của Tây Lan giáo, có sở trường là cận chiến nên rất tự tin sẽ né được đòn của Ngô Bình, được, tôi cho cậu đánh một quyền. Bụp. Ông ta vừa nói dứt câu thì đã bị rơi vào ảo ảnh, mắt tối sầm, không nhìn thấy nữa. Ông ta vô cùng hoảng sợ nên chỉ đứng yên một chỗ. Ngay sau đó, đã có một quyền bay tới và đấm trúng bụng ông ta. Người đàn ông kêu hự một tiếng rồi cong người lại như con tôm, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Ngô Bình nói, đòn đấm của tôi đã đánh hỏng ruột và kinh lạc của ông, tốt nhất mau kêu người đưa về nước chữa trị đi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì thế này? Sao người đàn ông kia không né mà để mặc cho Ngô Bình đánh vậy? Dứt lời,
Ngô Bình hỏi những người còn lại, còn ai muốn thử nữa không? Đỡ được một quyền của tôi là được ra vào nơi này thoải mái. Đương nhiên không ai dám ho he nữa, họ không biết thực lực của Ngô Bình ra sao, nhưng đều sợ sẽ bị đánh thủng ruột như người đàn ông trung niên, thế thì hỏng bét. Thấy không ai lên tiếng nữa, Ngô Bình quay người đi vào trong cổ mộ. Băng Tan để lộ ra một lối đi rất trơn trượt, Hoa Giải Ngữ và hơn chục long vệ khác cũng vào theo, số còn lại thì canh bên ngoài. Sau khi đi được khoảng hơn 100 bước, họ đã vào một nơi khá bằng phẳng, xung quanh toàn băng cứng. Ngay phía trước là một cánh cửa lớn đen kịt, vì nó có thể hấp thu ánh sáng nên mới có màu như vậy. Cánh cửa đóng chặt như chưa từng có người mở ra. Người của đội Tây Nam đã vào trong chưa, Ngô Bình hỏi. Hoa Giải Ngữ, rồi ạ, cửa này không có khóa, đẩy ra là vào được luôn. Ngô Bình đeo găng tay rồi đẩy cửa, cánh cửa mở ra ngay. Cửa này rất nặng, nếu không khỏe thì khó mà mở ra được. Phía sau cánh cửa là một con đường dài làm bằng băng rộng chừng 2 mét, cao 3 mét, dài vài trăm mét. Trên con đường dài này có đầy các thi thể nằm ngổn ngang. Thấy thế, Hoa Giải Ngữ nói, Long chủ, để Long vệ vào dò đường trước, Long chủ đừng mạo hiểm. Chương 781, con rối băng đoạt mệnh. Ngô Bình, chính vì nguy hiểm nên tôi mới phải vào, mọi người chờ ở đây đi. Nói rồi, anh cất bước đi vào con đường băng. Hoa Giải Ngữ cả kinh định đi theo, nhưng đã bị một long vệ cản lại. Các long vệ đều một mực tuân thủ mệnh lệnh của long chủ. Long chủ đã nói chúng ta chờ bên ngoài, người kéo Hoa Giải Ngữ lại nói. Hoa Giải Ngữ tức giận, tránh ra, nhớ long chủ gặp nguy hiểm, anh có chịu trách nhiệm được không? Long vệ đó bình thản nói, thư ký Hoa, long chủ sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Sau khi được Ngô Bình huấn luyện, các long vệ này đều coi như một người long chủ vừa mạnh vừa thần bí. Sau đó, họ tự động tin tưởng vào mọi quyết định của anh. Ngô Bình vừa chạm chân xuống lối đi bằng băng thì đã thấy toàn thân lạnh toát, anh nhanh chóng thi triển thuần dương tiên lực, để chống lại cái lạnh. Mới đi được 5 bước, Ngô Bình đã dừng lại, sau đó giơ tay lên ấn vào vách băng, sau một chuỗi tiếng động, đã có 36 trông băng ngoi từ dưới đất lên. Nếu Ngô Bình không phát hiện ra cơ quan trước thì lát nữa không bị thương cũng phải giật mình. Hoa Giải Ngữ hét lên, Long chủ cẩn thận. Ngô Bình xua tay rồi đi tiếp, cứ đi được vài bước anh lại ấn chỗ này hoặc dẫm lên chỗ kia, sau đó phía trước đều xuất hiện đủ loại cơ quan. Cuối cùng, Ngô Bình đã đi tới chỗ các thi thể nằm, anh phát hiện các thi thể đều đã bị đông cứng, toàn thân đẫm máu, chắc trước khi chết đều bị thương nặng. Anh quan sát rồi lẩm bẩm, băng phách sát trận. Anh vừa nói dứt câu thì có một khối băng trong vách tường cử động, nó như một chiến sĩ được điều động, chậm chậm bước ra từ vách băng, phía sau chỉ còn một khoảng trống vuông vức. Sau đó thân của khối băng dần biến thành một chiến sĩ cao 1m75, tay cầm đao băng. Nó được làm từ băng đá nghìn năm, trên đầu có một lá bùa đang nhấp nháy. Nó chém đao băng về phía Ngô Bình, rõ ràng các thành viên của đội Tây Nam bỏ mạng ở đây cũng vì bị chiến sĩ này giết chết. Tốc độ của nó rất nhanh, loáng cái đã áp sát Ngô Bình. Điều đáng sợ hơn là nó vừa hành động, thân thể đã như biến mất. Ngô Bình cười lạnh rồi giơ kiếm Hắc Long lên chém một đường. Cheng, kiếm Hắc Long vô cùng sắc bén đã chém đôi người chiến sĩ băng. Tiếp đó đường kiếm lại lóe lên, một cái đầu bằng băng cũng bị bổ đôi, lá bùa đang nhấp nháy tắt hẳn. Ngô Bình đã giết một chiến sĩ băng, ngay sau đó lại có thêm 4 khối băng nữa cử động. Sau đó chúng cũng biến thành các chiến sĩ băng hệt như con lúc trước. Ngô Bình cau mày, chưa hết cơ à? Nói rồi, anh chém mạnh kiếm Hắc Long vào vách băng. Sau vài nhát chém, vách băng vỡ nát. Để lộ ra các phù văn kỳ lạ khác bên dưới. Ngô Bình nhanh chóng chém hết các lớp băng để thấy được một mật trận to như bàn ta. Ngô Bình cầm lấy mật trận, 4 chiến sĩ băng đang định tấn công Ngô Bình lập tức lùi lại. Ngô Bình mượn khả năng nhìn xuyên thấu để phá trận pháp. Sau đó, anh mới vẫy tay với nhóm Hoa Giải Ngữ, gọi họ vào. Vì các cơ quan đều đã bị anh phá giải hết nên mọi người đi vào đều an toàn. Hoa Giải Ngữ, Long Chủ, ban nãy là người băng ạ. Ngô Bình, là con rối băng, do trận pháp điều khiển. Tôi thấy trận pháp này có thể điều khiển tối đa 49 con rối băng, bảo sao mà người của đội Tây Nam đều chết cả. Hoa Giải Ngữ thấy mới đi được nửa đường thì rụt rè nói, có đi tiếp không ạ? Ngô Bình, đã mất công vào rồi thì cứ đi tiếp xem sao. Mọi người khiêng thi thể ra ngoài đi, tôi sẽ vào trong tiếp. Các long vệ khiêng thi thể của các thành viên ra ngoài, còn Ngô Bình thì đi tiếp.
nửa đường sau không còn cơ quan nữa, Ngô Bình cứ thế đi thẳng một mạch. Sau đó, anh chợt dừng bước thì đôi mắt xuyên thấu của anh đã nhìn thấy có một luồng sức mạnh khủng bố đang vần quanh trong khối băng. Ngô Bình lập tức chạy tới phía lối ra nhanh như tia chớp, anh vừa đi, đã có sương mù màu xanh phun lên. Đó là hàn khí cực mạnh, có thể khiến vật thể giảm xuống âm độ ngay lập tức. Với mức nhiệt như vậy thì hoạt động của nguyên tử cũng phải ngưng. Dù Ngô Bình có thực lực rất mạnh, nhưng nếu bị hàn băng phun trúng người thì cũng sẽ bị đóng băng ngay. Ngô Bình rời khỏi con đường băng thì thấy phía trước có một căn phòng băng rộng 10 mét vuông. Ba vách tường của căn phòng này là các ô vuông, trong mỗi ô vuông đều có một cái hộp. Ngô Bình sáng mắt lên, anh liếc nhìn là biết bên trong các hộp này đều có các vật cực nguy hiểm, hơn nữa còn là vật sống. Căn phòng băng đã rất lạnh rồi, nhưng bên trong các hộp ấy còn lạnh hơn. Vì nhiệt độ quá thấp nên các vật sống bên trong đều trong trạng thái ngủ đông. Một khi có người mở hộp ra thì chúng mới tỉnh lại. Đến lúc đó có chuyện gì xảy ra thì Ngô Bình không biết được. Anh mặc kệ mấy cái hộp đó rồi tìm các cửa ngầm trong phòng này. Quả nhiên, không lâu sau anh đã tìm thấy cơ quan. Anh giơ tay ấn vào tường thì có một khối băng to như bàn tay lún vào. Một tiếng động vang lên, căn phòng băng lại xuất hiện thêm một cánh cửa. Ngô Bình quan sát một lúc thấy phía sau cửa này toàn sương mù thì thử dò bằng thần niệm, anh phát hiện thần niệm của mình chỉ phóng xa được có 3 mét. Vì thế, anh khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì mới nhìn thấy tình hình thật sự bên trong. Đó là một đại điện khổng lồ được làm bằng hàn băng cả trăm triệu năm, bên trong có các giá làm bằng băng, trên đó có rất nhiều đồ, chắc toàn vật chôn theo mộ. Chính giữa đại điện có một chiếc quan tài bằng băng dài 5 mét, rộng 2 mét và cao gần 3 mét. Quan tài trong suốt nên Ngô Bình có thể nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ nằm bên trong. Làn da của người phụ nữ trong suốt, diện mạo tuyệt sắc, bà ấy mặc áo lông màu trắng, đồ trang sức cũng tuyệt đẹp. Ngô Bình cũng không khỏi cảm thán trước sắc đẹp của bà ấy. Anh chắp tay nói với quan tài, vãn bối làm phiền rồi. Trước khi đi, tôi sẽ mang theo vật chôn cùng với bà, xin bà bỏ qua cho. Sau đó, anh cất hết hộp ở đây vào không gian hắc thiên. Xong xuôi, anh chợt nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Ngô Bình lạnh toát người rồi nhảy ra xa, ai? Dám động vào đồ của chủ nhân tôi, to gan đấy, giọng nói đó lại vang lên. Ngô Bình quay lại thì nhìn thấy có một con rối băng trông giống hệt cô gái đang tức giận nhìn mình. Anh vội giải thích, chủ nhân cô chết rồi, tôi lấy ít đồ thì có làm sao? Con rối lạnh giọng nói, bỏ hết đồ lại, không tôi sẽ giết anh. Chương 782, Tích Nhi. Ngô Bình quan sát con rối rồi nói, không. Bù. Con rối cử động rồi hóa thành một tàn ảnh, sau đó chém 34 đao ra với khí tức bức người. Xong, Ngô Bình đã né tới gần quan tài ngay. Con rối sợ làm hỏng quan tài nên lập tức dừng tay rồi nói, mau tránh xa quan tài ra. Ngô Bình nhìn người phụ nữ trong quan tài rồi hỏi, chủ nhân của cô chết thế nào? Con rối nổi giận, chủ nhân của tôi chưa chết. Người chỉ đang hấp thu sức mạnh hàn băng trăm triệu năm nên tạm thời ngủ say thôi. Ngô Bình cau mày nói, ngủ đông à, nhưng rõ ràng bà ấy đã tắt thở và hồn bay phách tán rồi. Nói vớ vẩn, khối băng nổi giận, chủ nhân sẽ không lừa tôi. Ngô Bình hỏi con rối, hai người có quan hệ chủ tớ à? Con rối, đương nhiên, năm xưa, tôi chỉ là một du hồn, chính chủ nhân đã cho tôi cơ thể và dạy tôi tu hành. Ngô Bình, sao chủ nhân của cô lại nằm trong cổ mộ này? Con rối, chủ nhân gặp chút vấn đề trong lúc tu hành nên đã bảo tôi xây dựng ngôi mộ cổ này để người ngủ đông một thời gian, nhân tiện tránh tai kiếp. Ngô Bình quan sát đại điện thì mới phát hiện đại trận xung quanh đều là đại trận khi thiên trong truyền thuyết. Đại trận này có thể che mắt được đạo trời, những người tu hành cao thâm thường dùng nó để tránh tai kiếp. Ngô Bình đi một vòng trong đại điện rồi thở dài một hơi. Con rối, anh thở dài cái gì? Ngô Bình, chủ nhân của cô muốn xây dựng ngôi mộ cổ này để tránh tai kiếp, nhưng bà ấy đã thất bại rồi. Con rối run lên, thất bại ư? Ngô Bình, đúng thế, cô nhớ lại đi, có một lần chủ nhân cô nằm trong quan tài đã mở mắt đúng không? Con rối gật đầu, đúng, vào năm thứ 7 khi người vào đây, chủ nhân đã mở mắt, hơn nữa còn cười với tôi. Ngô Bình, bà ấy có nói gì không? Con rối, chủ nhân bảo tôi rời khỏi đây, nhưng tôi không muốn, tôi phải ở cạnh người. Sau đó thì sao, Ngô Bình hỏi. Con rối, chủ nhân nhắm mặt lại, sau đó cứ thể ngủ đến tận giờ. Ngô Bình, chủ nhân của cô tránh tai kiếp thất bại nên đã hồn bay phách tán.
Tiếc là bà ấy không còn đủ mạnh nên chỉ nói được vậy với cô thôi. Con rối hét lên rồi đánh bay nóc quan tài. Cô ấy cầm tay cô gái rồi nói, chủ nhân, người mau tỉnh lại đi. Ngô Bình thấy cô ấy đau lòng như vậy thì an ủi, có muốn nói vài lời với chủ nhân của cô không? Con rối ngoái lại hỏi anh có thể giúp chủ nhân tôi tỉnh lại ư? Ngô Bình, không, nhưng tôi có thể gọi tàn hồn của cô ấy về. Chủ nhân của cô bé cũng ở cảnh giới thiên tiên rồi, lực thần hồn rất mạnh, tuy đã chết nhưng cũng còn lưu vài tàn hồn trên nhân gian. Tôi có thể triệu tập các tàn hồn ấy, để hai người nói với nhau lời cuối. Con rối nắm chặt tay thành quyền, được. Ngô Bình lấy nến dẫn hồn ra rồi đốt trên quan tài, sau đó niệm thần chú. Anh mới niệm được một nửa thì nến dẫn hồn đã phát ra tia sáng xanh. Nửa tiếng sau, ánh sáng của nến dẫn hồn đã biến thành màu tím, người phụ nữ trong quan tài lập tức mở mắt. Con rối mừng rỡ, chủ nhân. Người phụ nữ, Tích Nhi, sao con vẫn ở đây? Con rối muốn khóc mà không được, vì nó chỉ là con rối nên run giọng nói, chủ nhân, người không còn ở nhân gian nữa sao? Người phụ nữ, Tích Nhi, ta tránh thiên kiếp thất bại nên bị thần lôi cửu thiên giết rồi. Đừng buồn nữa, sau khi ra ngoài hãy tìm một nơi để tu luyện. Lúc này, bà ấy nhìn sang Ngô Bình, là cậu triệu tập tàn hồn của tôi à? Ngô Bình, làm phiền tiền bối rồi. Người phụ nữ, sau khi chết, tôi chỉ còn bận lòng với mỗi Tích Nhi, hy vọng cậu có thể chăm sóc nó. Tôi có một chiếc nhẫn băng, bên trong có nhiều đồ của tôi sẽ tặng cho cậu. Dứt lời. Cô ấy giơ tay lên trước mặt con rối, Tích Nhi, hãy sống thật tốt. Nói rồi, tay cô ấy thõng xuống, không cử động nữa. Cùng lúc đó, trong đầu Ngô Bình hiện lên một thông tin, đó là cách sử dụng chiếc nhẫn và thông tin về Tích Nhi. Thì ra, khi còn trẻ người phụ nữ này đã yêu con trai của kẻ thù, họ sinh ra một người con, đó chính là Tích Nhi. Tích Nhi có thần thể băng phách, là thiên tài tu luyện. Nhưng bố của Tích Nhi không chịu được áp lực từ gia đình nên đã giao Tích Nhi cho gia tộc. Người trong gia tộc thấy Tích Nhi có thần thể băng phách nên rất hoảng sợ, họ đã rút hồn phách của cô ấy ra rồi cho thần phách của một đứa trẻ khác trong gia tộc vào cơ thể Tích Nhi. Sau khi biết chuyện, người phụ nữ đã nổi giận và dẫn người đi giết gia đình nhà chồng và cướp lại hồn phách của con gái mình. Song gia tộc kia đã có sự chuẩn bị, bà ấy đã bị thương trong trận đấu, gia tộc kia cũng tổn thất nặng nề. Về sau, người phụ nữ đã chế tạo một cơ thể bằng băng trăm triệu năm rồi cho hồn phách của con gái mình vào và dạy cô bé tu luyện. Nhưng Tích Nhi không hề biết thân thế của mình nên luôn gọi bà ấy là chủ nhân. Sau khi biết hết mọi chuyện, Ngô Bình thở dài một hơi rồi nói với con rối, cô hãy đi với tôi. Con rối lắc đầu, không, tôi phải ở lại với chủ nhân. Ngô Bình, bà ấy chết rồi, nhưng vẫn bận tâm về cô nên cô phải sống cho tốt. Con rối lạnh giọng nói, anh lấy nhẫn của chủ nhân rồi biến đi. Ngô Bình cau mày, cô không thấy mong muốn duy nhất của chủ nhân cô là muốn cô sống thật tốt à? Con rối, mong muốn của chủ nhân tôi. Ngô Bình, chủ nhân cô muốn cô rời khỏi đây và sống thật tốt. Con rối cúi đầu xuống, nhưng ngoài chủ nhân ra, tôi không còn quen ai nữa. Ngô Bình, chúng ta quen nhau rồi còn gì? Tôi là Ngô Bình, tôi rất thông thuộc cuộc sống ở bên ngoài, tôi sẽ giúp cô thích ứng. Con rối trầm mặc một lát rồi nói, được, tôi đi với anh. Ngô Bình cười nói, phải thế chứ. Anh đi tới quan tài tháo nhẫn rồi rời khỏi đây với con rối. Lúc đi tới con đường băng, Ngô Bình nói, cô nấp đi. Con rối gật đầu rồi biến mất. Ra ngoài rồi, Ngô Bình nói với một long vệ, lát ra ngoài xong thì cho nổ lối vào đi. Long vệ nhận lệnh rồi ném thuốc nổ vào, không lâu sau con đường băng đã sụp đổ, lối vào đã bị đóng kín. Sau đó, Ngô Bình đi về lều trại mà Phương Vĩnh Thương chuẩn bị riêng cho Ngô Bình, anh nói, ra đi. Con rối xuất hiện, nhờ có ánh sáng mà làn da của cô ấy không còn trong suốt nữa, trông đã giống như người bình thường. Nhưng làn da vẫn rất tái, thiếu huyết sắc. Ngô Bình hỏi, cô là Tích Nhi à? Con rối, tôi là Khương Tích. Ngô Bình, Khương Tích, chủ nhân của cô thật sự hết lòng với cô đấy, qua bao năm, cơ thể này của cô đã hóa thành người thật rồi. Khương Tích hỏi, cơ thể của tôi không còn là băng nữa à? Ngô Bình gật đầu, băng phách trăm triệu năm có khả năng tự động tiến hóa. Nhiều năm qua, nó đã dần thích ứng với thần phách của cô. Nói đúng ra thì thể chất hiện giờ của cô còn mạnh hơn trước kia. Khương Tích ngẩn ra, thể chất ngày xưa của tôi. Sao anh biết? Chương 783, ứng thân thứ 12. Ngô Bình không muốn giấu giếm nữa nên kể hết sự thật cho Khương Tích nghe.
Nghe xong, cô ấy bật khóc nức nở vô cùng thê lương. Ngô Bình an ủi, cô đừng buồn nữa, sau này phải sống thật tốt để mẹ cô được yên lòng nơi suối vàng. Khương Thích, sao mẹ không nói cho tôi biết chứ? Ngô Bình, có lẽ mẹ cô có suy nghĩ riêng, hơn nữa bà ấy vẫn luôn đối xử với cô như con gái ruột mà. Khương Thích gật đầu, đúng, mẹ rất tốt với tôi. Ngô Bình, vì thế cô đừng buồn nữa, vì cô vẫn luôn được mẹ mình quan tâm và che chở rồi. Khương Thích thở dài nói, anh nói đúng, sau này Thích Nhi đành nhờ cả vào anh. Ngô Bình, giờ cô toàn nói tiếng tiên thôi, sau này phải học ngôn ngữ của người hiện đại. Khương Thích hỏi, phải học thế nào? Ngô Bình lấy một cái laptop ra rồi nói, học bằng cái này này. Ngô Bình dạy Khương Thích cách lên mạng xong rồi bắt đầu nghiên cứu các cái hộp và chiếc nhẫn hàn băng trong cổ mộ. Đúng lúc này, cảnh vệ của Phương Vĩnh Thương chợt chạy vào báo, Long Chủ, có một vị hòa thượng đến nói muốn gặp người. Ngô Bình tò mò hỏi, hòa thượng nào? Cảnh vệ, người đó tự xưng là Long Ấn. Ngô Bình giật mình nói, tôi ra ngay. Ngày trước, Ngô Bình từng gặp Long Ấn ở tiệc của Đường Môn, lúc đó ông ấy đã đưa cho anh một tấm thiệp mời, mời anh đến sự đại hội liên hoa được tổ chức vào tháng 6 này. Phương Vĩnh Thương đang ngồi với một vị hòa thượng trong lều tiếp khách. Ông ấy đã ở Tàng Nguyên nhiều năm nếu đương nhiên có biết Đại sư Long Ấn, vì thế tiếp đón rất chu đáo. Ngô Bình vừa đến, Long Ấn đã đứng dậy cười nói, thần Y Ngô, chúng ta gặp lại nhau rồi. Ngô Bình cười nói, Đại sư Long Ấn, ông đến tìm tôi ư? Long Ấn gật đầu, tôi nghe nói cậu ở gần đây nên nhờ người hỏi xem vị trí cụ thể của cậu ở đâu. Biết cậu đang ở doanh trại này nên tôi đến để gặp cậu. Ngô Bình, tôi đến hơi gấp nên chưa kịp đến chào Đại sư. Mong Đại sư lượng thứ. Long Ấn xua tay, Long Chủ quá lời rồi. Tôi đến tìm cậu là có việc nhờ vả. Ngô Bình, chuyện gì vậy? Long Ấn, tôi là trụ trì của chùa Kim Đỉnh. Nửa tháng trở lại đây, các tăng nhân ở chùa tôi liên tục đổ bệnh. Tôi đã mời bác sĩ ở Tàng Nguyên đến chữa trị, nhưng không hiệu quả. Biết tin cậu đang ở đây nên tôi mới mạo muội tới nhờ cậu đến chùa khám cho họ. Ngô Bình, được, tôi sẽ đi với Đại sư. Long Ấn mừng rỡ, cảm ơn Long Chủ. Ngô Bình, Đại sư cứ về trước, chiều tôi sẽ tới. Tiễn Long Ấn đi rồi, Phương Vĩnh Thương mới nói, không ngờ Long Chủ lại quen Đại sư Long Ấn. Ngô Bình, Long Ấn này có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Tàng Nguyên, đến anh cũng quen còn gì. Phương Vĩnh Thương, đương nhiên, ông ấy là người theo hầu Thánh Tăng, địa vi cao lắm. Nói đến đây, Phương Vĩnh Thương chợt nghiêm giọng, tôi nghĩ Long Chủ không nên đến chùa Kim Đỉnh. Ngô Bình, tại sao? Phương Vĩnh Thương, tôi có quen vài thượng sư của Tàng Nguyên, họ bảo có tà ma ở chùa này. Bây giờ, các thượng sư ở Tàng Nguyên đều coi chùa ấy là nơi ma quỷ, ai cũng tránh xa. Ngô Bình thấy khó tin, chùa Kim Đỉnh có ma ư. Phương Vĩnh Thương trầm giọng nói, theo tiên đoán trong kinh Phật, vị trí của ngôi chùa ấy là ứng thân thứ 12 của Phật Tổ sẽ chuyển thế ở đó. Đây là chuyện lớn, một khi ứng thân xuất hiện. Chắc chắn sẽ trở thành nhân vật tối cao ở Tàng Nguyên, đến Thánh Tăng cũng phải hành lễ. Ngô Bình ngạc nhiên, anh biết Phật có ba thân phận là Pháp Thân, Báo Thân và Ứng Thân. Ứng Thân là Phật sẽ đầu thai vào một sinh linh bất kỳ, xuống dưới nhân gian để phổ độ chúng sinh. Phật có rất nhiều Ứng Thân, trong đó tại Tàng Nguyên sẽ là Ứng Thân thứ 12. Ngô Bình hỏi Phương Vĩnh Thương, Ứng Thân thứ 12 này đã từng xuất hiện chưa? Phương Vĩnh Thương gật đầu, từng xuất hiện hai lần rồi. Một lần ở triều Đường, một lần ở triều Nguyên. Hai lần đó, người chuyển thế đều là người thống trị cao nhất ở Tàng Nguyên. Phương Vĩnh Thương hỏi, Long Chủ, cậu cũng là người tu hành, vậy thử nói xem chuyện chuyển thế là thật hay giả. Ngô Bình hỏi lại ông ấy, anh có tin không? Phương Vĩnh Thương cười đáp, nửa tin nửa không, dẫu sao tôi cũng từng gặp khá nhiều cao tăng rồi. Đúng là họ rất giỏi, nhưng nếu nói đến chuyện Phật chuyển thế thì hơi khó tin. Ngô Bình, trong Phật môn có một kiểu tu thức na ná như tiên môn, cũng có nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý. Nhưng họ cho rằng sau đó, thức thứ 7, thứ 8 và thứ 9 nữa. Phương Vĩnh Thương nghe mà chẳng hiểu gì. Ngô Bình giải thích, 6 thức đầu tiên là các giác quan giúp anh nhận biết thế giới. Thức thứ 7 là Manavinana, nó là một dạng ý thức. Ví dụ một người sẽ thường hay nghĩ mình là ai, mình đến từ đâu, mình sẽ đi đâu. Những suy nghĩ này bắt nguồn từ thức thứ 7. Phương Vĩnh Thương gật đầu, còn thức thứ 8. Ngô Bình, thức thứ 8 là Tathagatagaba. Đệ tử cửa Phật hay có câu, trong tâm mỗi người đều có Phật, đó là chỉ thức thứ 8.
Anh nói tiếp, chuyển thế trùng sinh có hai loại, một là Manavinana chuyển sinh, từ sự nghiệp đến tính cách vẫn giữ nguyên. Hầu hết các tu sĩ tiên đạo mà được chuyên thế thì đều theo kiểu này. Kiểu thứ hai là chuyển sinh Tathagatagarbha, kiểu này sẽ từ bỏ thân thế và tính cách trước đó rồi một lòng hướng Phật. Phật tổ ứng thân chuyển thế mà anh nói chính là kiểu này. Phương Vĩnh Thương, vậy chuyển thế là có thật à? Ngô Bình, thật giả có gì khác nhau đâu. Ví dụ có một người không phải là chuyển thế, nhưng những người được lợi từ người đó cứ bảo đó là người chuyển thế, mọi người tin thì đó sẽ là thật. Tiếp nữa, có một người đúng là Phật tổ chuyển thế thật, nhưng vừa ra đời đã bị người xấu hại chết rồi bảo đó là con của ma quỷ, người đời tin thì đó cũng là thật. Phương Vĩnh Thương đã hiểu ý của Ngô Bình, ý cậu là có người cố tình bịa đặt về chùa Kim Đỉnh, vì họ không muốn ứng thân của Phật tổ chuyển thế. Ngô Bình, khả năng này rất cao, Phương Tướng Quân, chuyện này rất quan trọng, tôi không thể coi thường được. Phương Vĩnh Thương gật đầu, tôi hiểu rồi, Long Chủ, cậu nên báo cho cấp trên một tiếng. Ngô Bình, đương nhiên. Ngô Bình về lều rồi gọi một cuộc điện thoại, chỉ anh mới có số điện thoại này, nhưng anh cũng không biết đầu bên kia là ai. Nếu gặp chuyện lớn, anh phải thông báo vào số đó, để xin chi viện hoặc để cấp trên quyết định. Điện thoại kết nối, một giọng nam vang lên, Long Chủ Ngô, có chuyện gì thế? Ngô Bình kể vắn tắt lại mọi chuyện, có lẽ ứng thân của Phật Tổ sẽ chuyển thế ở chùa Kim Đỉnh, có người muốn hại ứng thân này. Chuyện quan trọng nên tôi muốn xin chỉ thị trực tiếp của cấp trên. Người đó nói, 10 phút nữa tôi sẽ gọi lại, nói rồi, người đó cúp máy. Chương 784, cậu nhóc câm. Chưa tới 10 phút sau, người đó đã gọi lại, chuyện này cậu đừng tham gia, lặng lẽ quan sát thôi. Ngô Bình cau mày, không tham gia. Người kia, chuyện này có liên quan đến Thánh Tăng. Nghe thấy thế, Ngô Bình định nói gì đó lập tức im bặt, tôi biết rồi. Anh bỏ điện thoại xuống rồi lặng lẽ rời khỏi doanh trại. Nửa tiếng sau, anh đã xuất hiện bên ngoài chùa Kim Đỉnh. Lúc này, Ngô Bình đã thay sang bộ lễ phục giáo chủ của Hắc Thiên Giáo, đó là một chiếc áo choàng màu đen và một cái mũ màu đỏ rất cao. Đại sư Long Ấn ra nghênh đón, khi nhìn thấy Ngô Bình thì ông ấy ngẩn ra, Long Chủ. Ngô Bình lắc đầu, tôi là giáo chủ Hắc Thiên, nay đến chùa ta chơi. Long Ấn ngẩn ra rồi nói, thì ra là giáo chủ Hắc Thiên, mời vào. Long Ấn mời Ngô Bình vào chùa, sau đó đi thẳng tới một Phật điện, ông ấy hỏi, thần y Ngô, sao cậu lại ăn mặc thế này? Ngô Bình, cấp trên không muốn tôi dùng thân phận của Long Chủ đến đây, vì thế tôi đành dùng thân phận giáo chủ của Hắc Thiên Giáo. Dứt lời, anh hỏi Long Ấn, ông chưa nói thật với tôi. Long Ấn thở dài nói, giáo chủ phát hiện ra ư. Ngô Bình, xin ông hãy kể đúng sự thật. Long Ấn nắm tay Ngô Bình, ngay sau đó trong đầu anh đã vang lên giọng nói của ông ấy. Giáo chủ Ngô, Thánh Tăng từng dặn tôi là mồng 1 tháng 6 năm nay, người sẽ chuyển thế trùng sinh ở chùa Kim Đỉnh. Sứ mệnh của tôi là bảo vệ cho chuyển thế của người. Ngô Bình, trong chùa liên tục có tăng nhân bị bệnh, là có người cố ý ư? Long Ấn gật đầu, có khá nhiều thượng sư giỏi giang ở Tàng Nguyên không muốn tăng nhân chuyển thế. Ngô Bình, nhưng tôi nghe nói người chuyển thế là ứng thân số 12 của Phật Tổ cơ mà. Long Ấn, nói thế cũng không sai, Thánh Tăng vốn là ứng thân của Phật Tổ xuống nhân gian. Ngô Bình, ông đã tìm thấy người chuyển thế của Thánh Tăng chưa? Long Ấn lắc đầu, tôi vất vả tìm cả nửa tháng nay mà vẫn chưa thấy đâu. Ngô Bình, chắc chắn Thánh Tăng sẽ chuyển thế ở chùa Kim Đỉnh ư? Long Ấn gật đầu, đúng, chính Thánh Tăng nói với tôi mà. Ngô Bình, đến ông còn không tìm được thì sao người khác tìm nổi? Vì thế, họ phải giết hết các tăng nhân ở đây. Cuối cùng họ sẽ hại hết tăng nhân ở chùa này. Long Ấn thở dài nói, lẽ ra chuyện này tôi không định phiền đến cậu đâu, nhưng tôi không nỡ để các tăng nhân trong chùa bị liên lụy nên đành tới xin cậu. Ngô Bình, nếu tôi đã đồng ý giúp thì sẽ cố hết sức. Long Ấn, chùa Kim Đỉnh chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn đức của giáo chủ Ngô. Tôi sẽ gọi những người bị bệnh tới nhờ cậu chữa trị. Long Ấn đi rồi, Ngô Bình lập tức phóng thần niệm đi để quan sát chùa Kim Đỉnh. Tiếc là thần niệm của anh không thể phóng đến đại điện, vì bên ngoài một luồng sức mạnh kỳ lạ, có thể ngăn cách mọi thần niệm. Ngô Bình không từ bỏ, mà đứng dậy đi tới đó. Vừa bước qua cửa, anh đã nhìn thấy có một cậu thiếu niên 13, 14 tuổi đi chân trần, chảy nước mũi đang ôm một bó củi đi qua. Mái tóc của cậu ấy rối bời, mặt mày tím tái, trông cũng chẳng ưa nhìn, anh gọi cậu ấy lại, em tên gì?
Cậu thiếu niên ngoái lại nhìn anh rồi bỏ bó củi xuống, sau đó chỉ vào miệng mình, ngỏ ý không biết nói. Ngô Bình, em bị câm à? Vì thế, anh xua tay bảo cậu ấy đi tiếp, cậu thiếu niên không sợ người lạ mà mỉm cười bước cao. Ngô Bình nhìn yết hầu của cậu ấy rồi nói, không đúng, giọng của cậu ấy có sao đâu, sao lại không nói được. Đúng lúc này, có một tăng nhân béo ục ịch đi tới rồi quát nạt, Đan Châu, sao không mang củi chất vào nhà củi. Cậu thiếu niên chạy ngay đi. Vị tăng nhân ấy lại quay sang nói với Ngô Bình, còn cậu nữa, đừng có đi lại lung tung, dứt lời, ông ta bỏ đi luôn. Ngô Bình thấy tò mò về cậu nhóc đó nên đi theo. Cậu nhóc ôm củi đi qua mấy cái sân rồi tới phòng chất củi. Ở đây có rất nhiều gỗ và củi, cậu nhóc đang chất tiếp củi lên. Ngô Bình bước vào, sau đó lấy quả của địa tiên giới ra đưa cho cậu ấy, cho em này. Cậu nhóc kinh hãi rồi nhận lấy bằng hai tay, sau đó cúi người cảm ơn Ngô Bình rồi mới cắn một miếng. Quả này rất ngọt, cậu nhóc ăn xong thì sáng mắt lên. Ngô Bình nhìn mà bật cười. Giọng nói của em có sao đâu mà lại không biết nói, chắc do ảnh hưởng tâm lý đúng không? Có muốn anh giúp em nói chuyện không? Cậu nhóc nhìn Ngô Bình rồi xua tay, ra hiệu mình không hiểu anh nói gì. Ngô Bình nói tiếng phổ thông, còn cậu ấy thì chỉ nghe hiểu được tiếng địa phương. Ngô Bình mỉm cười, sau đó giơ tay ấn vào lưng cậu nhóc, một luồng khí xông lên cổ cậu ấy, cậu nhóc hét lên, a! À. Nghe thấy âm thanh đó, Ngô Bình biến sắc mặt, vì giọng nói này có chứa sự uy nghi vô thượng. Hoàn toàn không giống giọng nói của một cậu nhóc. Cậu nhóc cũng ngẩn ra, không ngờ mình lại nói được. Ngô Bình lấy ngay một miếng vải to ra, sau đó cuộn tròn vào người cậu nhóc rồi bê ra ngoài. Cậu ấy có thể phát ra âm thanh như vậy, chắc chắn là chuyển thế của Thánh Tăng. Mà chắc chắc những người không muốn chuyển thế của Thanh Tăng sống cũng đã nghe thấy. Nói cách khác, Ngô Bình đã vô tình để lộ thân phận của Thánh Tăng chuyển thế. Hiện giờ, anh phải dẫn cậu ấy đi để tránh nguy hiểm. Anh vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy một tăng nhân cao lớn, thấy anh vác một vật nặng, người đó nói cậu vác gì kia. Ngô Bình mặc kệ người đó rồi bay lên, chạy ra khỏi chùa. Anh vừa nhảy lên nóc chùa thì đã thấy có mấy chục người đuổi theo mình với vẻ sát ý rất mạnh. Ra đến bên ngoài, Ngô Bình ngồi lên nhân bì rồi bay xa. Anh thấy phải rời khỏi đây thì cậu nhóc mới được an toàn. Anh đang bay trên không thì chợt thấy chấn động. Sau đó đã nhìn thấy có một bàn tay màu xanh to như ngọn núi ở phía tây đang chộp về phía này, tốc độ của nó rất nhanh. Dưới áp lực của nó, Viêm Dương kêu lên, thượng tiên mau chạy đi. Ngô Bình trầm giọng nói, quay lại. Anh chợt ý thức được là chùa Kim Đỉnh mới là nơi an toàn với cậu thiếu niên này. Viêm Dương quay đầu rồi bay về phía chùa Kim Đỉnh, sau đó mới đáp xuống. Ngô Bình nhìn thấy Long Ấn, ông ấy ngạc nhiên hỏi, giáo chủ Ngô, có chuyện gì vậy? Ngô Bình thở dài, là tôi sơ suất. Dứt lời, anh bỏ cậu thiếu niên xuống. Long Ấn tròn mắt hỏi, là cậu ấy ư? Ngô Bình gật đầu, cậu ấy bị lộ thân phận rồi, tôi định đưa cậu ấy đi, nhưng vừa rời khỏi phạm vi chùa Kim Đỉnh thì đã bị một cao thủ chèn ép. Dứt lời, anh nhìn lên trời thì thấy bàn tay ấy vẫn lúc ẩn lúc hiện, nhưng không thể đáp xuống. Long Ấn trầm giọng nói, chùa Kim Đỉnh có pháp bảo trấn chùa, tà ma không thể vào được. Chương 785, Kim Cương Minh Vương. Ngô Bình thở dài nói, là tôi lỗ mãng. Long Ấn, chuyện này không trách giáo chủ được, nếu họ không thể xác định mục tiêu thì nhất định sẽ giết hết tăng nhân của chùa Kim Đỉnh. Ngô Bình híp mắt hỏi, đại sư, người ra tay ban nãy hít cũng phải là cường giả cảnh giới chân quân rồi, ông có biết lai lịch của người đó không? Long Ấn, nếu tôi không nhầm thì đấy là lão tổ Lục Bào. 200 năm trước, Lục Bào tác quái ở Thục. Sau đó bị Thánh Tăng dạy cho một bài học rồi trốn sang Đông Nam Á, không dám xuất đầu lộ diện. Ngô Bình, họ không thể vào đây đúng không? Long Ấn, trong chùa Kim Đỉnh có một tòa tháp ngũ lôi, hạng tà ma như Lục Bào không vào được đâu. Nhưng họ sẽ cử những người có tu vi cao hơn đến. Ngô Bình, mình cứ chờ xem sao đã, tôi sẽ điều trị cho những người bị bệnh trước. Có mấy chục người bị nhiễm độc, thậm chí có người còn đang hấp hối, Ngô Bình lập tức dùng y thuật để chữa trị cho họ. Khi anh chữa cho những người bị nặng nhất xong thì bên ngoài chợt vang lên tiếng huyên náo, sau đó là tiếng đánh đấm. Không lâu sau, có tiếng sấm sét đùng đoàng, cuối cùng thì mới yên tĩnh trở lại. Một tăng nhân mặc áo bào đỏ đi vào, trông người này rất trẻ, nhưng vẻ mặt uy nghiêm và có Phật quang hộ thể. Nhìn thấy người đó, Long Ấn vội đứng dậy ra đón, tham kiến Kim Cương Minh Vương. Đây chính là Kim Cương Minh Vương,
ông ta mỉm cười hỏi, Long Ấn, lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhỉ? Ông ta liếc nhìn xung quanh rồi hỏi, ai là thánh tăng chuyển thế? Long Ấn giơ tay ra chỉ rồi nói, là đồ đệ Đa Cát của tôi. Ngô Bình ngẩn ra, thánh tăng chuyển thế là Đan Châu cơ mà. Sao Long Ấn lại nói dối? Kim Cương Minh Vương mỉm cười, sau đó nói với Đa Cát, cậu có muốn theo tôi về chùa Kim Cương không? Long Ấn nói ngay, Minh Vương, thánh tăng đã nói người phải tu ở chùa Kim Đỉnh 49 ngày thì mới khôi phục thân thế. Bây giờ, thánh tăng còn chưa ở chùa Kim Đỉnh được một tháng nên không đi theo ông được. Kim Cương Minh Vương sầm mặt nói, Long Ấn, ông biết thừa đang có rất nhiều cao thủ muốn hại thánh tăng còn gì. Tôi đón thánh tăng đến chùa Kim Cương là để bảo vệ người. Long Ấn, tôi hiểu, nhưng chùa Kim Đỉnh cũng rất an toàn, ông không phải lo đâu. Kim Cương Minh Vương lắc đầu, ban nãy, tôi đã giết hai người xâm nhập. Thực lực của họ đều hơn ông, theo tôi biết ông là người có tu vi cao nhất ở chùa này rồi. Ý của Kim Cương Minh Vương rất rõ ràng, đó là Long Ấn không đủ thực lực để bảo vệ thánh tăng. Long Ấn, không phiền ông lo, tôi tự có cách. Kim Cương Minh Vương thở dài nói, được thôi, tôi sẽ ở ngoài, nếu ông không trụ được thì cứ gọi tôi, nói rồi, ông ta quay người bỏ đi. Ngô Bình tiếp tục chữa trị cho các tăng nhân rồi nhỏ giọng hỏi, đại sư không tin ông ta à? Long Ấn, thánh tăng từng nói khi người chuyển thế, chỉ được tin duy nhất hộ pháp của người thôi. Ngô Bình, thánh tăng có hộ pháp ư? Người đó đâu? Long Ấn lắc đầu, thánh tăng không nói rõ, nhưng chắc người đó sắp đến rồi. Không lâu sau, Ngô Bình đã chữa khỏi hết cho các tăng nhân trúng độc, anh ngồi xuống nghỉ ngơi. Đan Châu ngồi canh tò mò nhìn anh. Ngô Bình cười nói, Đan Châu, giờ em nói được không? Đan Châu, y thuật của anh giỏi quá, nhất định là dược sư chuyển thế. Cậu ấy nói tiếng địa phương nên Ngô Bình không hiểu, anh dạy em nói tiếng phổ thông nhé, học theo anh. Ngô Bình dạy cậu ấy chân ngôn độ hóa, anh niệm một câu, Đan Châu học một câu. Các tăng nhân ở xung quanh đều kinh ngạc, không ngờ Ngô Bình còn biết cả chân ngôn. Đan Châu đúng là thánh nhân chuyển thế nên mới học một lượt đã hiểu ngay, sau đó niệm không kém gì Ngô Bình. Ngô Bình sáng mắt lên, sau đó lấy bộ Như Lai Thần Tàng Kinh ra cho Đan Châu nghiên cứu. Bên trong toàn các chữ tiên biến thế, nhưng hình như Đan Châu vẫn đọc được. Đan Châu ngồi đọc sách, còn Ngô Bình nói chuyện với Long Ấn, đại sư, như ông từng nói tôi còn phải ở đây nửa tháng nữa ư. Long Ấn, còn 3 ngày nữa thôi. Ngô Bình thầm mắng Long Ấn là lão hồ ly, vì ông ấy đã tính toán hết rồi, anh nói, nếu chỉ có 3 ngày thì tôi sẽ ở lại. Long Ấn mừng rỡ, cảm ơn giáo chủ. Trước khi trời tối, chùa Kim Đỉnh rất yên tĩnh. Ngô Bình dạy Đan Châu học Như Lai Thần Tàng Kinh và truyền thừa Phật Pháp trên Vô Tự Ngọc Bích. Đan Châu học rất nhanh, chỉ cần Ngô Bình dạy một lần là hiểu ngay. Khi trời tối, sau gáy Đan Châu đã xuất hiện tia sáng của Phật, cậu ấy đã tu luyện Như Lai Thần Tàng Kinh đến một cảnh giới cao thâm, tâm đã sáng như Phật. Trời vừa tối, bên ngoài đã vang lên tiếng hô hoán, sau đó tiếng người nhảy xuống đất. Long Ấn đứng dậy đi ra ngoài, còn Ngô Bình ở lại với Đan Châu tiếp tục dạy cậu ấy học. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đánh đấm. 5 phút sau, Long Ấn đã trở lại với một chân bị thương. Ông ấy bị thương không nhẹ, vai đẫm máu, rõ ràng người ra tay có thực lực mạnh hơn ông ấy. Ngô Bình nhanh chóng trị thương cho Long Ấn, một lát sau ông ấy đã khỏe mạnh trở lại rồi hành lễ với Ngô Bình cảm ơn. Ngô Bình, xem ra mấy ngày tới sẽ loạn lắm đây, ông trông chừng Đan Châu đi, để tôi ra ngoài. Long Ấn gật đầu, được. Ngô Bình ngồi xuống tập hít thở. Gần một tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng khóc của nữ, tiếng khóc ấy khiến người nghe rất nhức nhối. Ngô Bình mặc kệ, tiếp tục ngồi luyện công, nhưng các tăng nhân khác đều sốt ruột, gào lên đòi ra ngoài, đến Long Ấn cũng không cản được. Họ vừa xông ra thì đã la hét thảm thiết, sau đó liên tục ngã xuống. Ngô Bình cười lạnh một tiếng rồi lấy phi kiếm thiền dực ra rồi chém vù một tiếng. Trước kia, tốc độ bay của kiếm chỉ gấp 2 lần, còn giờ đã gấp 5. Đường kiếm lóe lên rồi quay vào trong điện, thân kiếm dính máu. Ngô Bình cất kiếm đi, bên ngoài có tiếng ai đó ngã xuống đất. Long Ấn cảm thán, kiếm hay. Bên ngoài lại vang lên tiếng cười lạnh, phi kiếm hay lắm. Chủ của kiếm có dám ra đấu với tôi không? Người đó nói tiếng Viêm Long hơi gượng, nhưng lực rất khỏe. Ngô Bình đứng dậy đi ra cửa rồi lạnh giọng nói, đây là cửa ra vào duy nhất, có giỏi thì cứ xông vào. Dưới ánh đèn, có 10 mấy bóng người lướt qua, còn dưới đất toàn là thi thể của tăng nhân chùa Kim Đỉnh đã tắt thở.
Một mình cậu mà đòi chống lại anh hùng trong thiên hạ ư, người đó nói, sau đó có một bóng đen lắc lư tới gần. Quỳnh! Người đó còn chưa kịp thi triển tài năng thì đã bị Ngô Bình đánh bay, sau khi ngã xuống đất thì lập tức tắt thở. Những người còn lại khiếp hồn vì Ngô Bình quá mạnh. Ngô Bình lạnh giọng nói, còn ai muốn chết nữa không? Hừ, xem kiếm của tôi đây. Đột nhiên có một bóng trắng lao ra từ sau tảng đá. Tốc độ của người đó rất nhanh, song Ngô Bình vẫn nhìn rõ rồi tóm lấy chuôi kiếm. Người kia giật mình, rồi ra sức rút kiếm lại nhưng đã muộn. Ngô Bình đẩy kiếm ra sau, chuôi kiếm đập vào ngực người kia, làm ngực lún xuống, còn người đó thì bay ra xa và bị thương nặng. Hai người rồi, ai sẽ là người thứ ba đây? Ngô Bình cao giọng hỏi. Chương 786, Kiếp nạn Bồ Tát. Đám đông kinh ngạc, hai đại cao thủ mà lại không chịu nổi một đòn của Ngô Bình, quá là bá đạo. Ngô Bình đứng trước điện, một mình anh giữ cửa mà tất cả những kẻ khác không dám xông vào. Thấy đám người kia không dám đến gần, anh lạnh lùng nói, đằng nào cũng đang rảnh, để tôi tụng một đoạn kinh Phật cho các vị nghe. Nói rồi, anh bắt đầu thi triển chân ngôn độ hóa. Anh vừa niệm thì đám người ở đó đều bị tác động vào ý thức, thi nhau quỳ sụp xuống đất. Có mấy kẻ phản xạ nhanh hét lên một tiếng rồi quay đầu định bỏ chạy. Những kẻ còn lại muốn chạy thì cũng đã muộn, bọn chúng đã bị độ hóa, quỳ sụp xuống trước mặt Ngô Bình, không còn ngang ngược như trước. Ngô Bình, từ hôm nay trở đi phải thay đổi hướng thiện. Bên ngoài còn nhiều kẻ xấu, ra đuổi chúng đi. Bảy người ở đó đồng thanh vâng một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, bên ngoài có tiếng ẩu đả, sau đó lại có tiếng kêu la thảm thiết, cũng có tiếng thét giận dữ. Ngô Bình biết giờ mình đã có thể nghỉ ngơi một lát. Anh quay vào điện rồi ngồi xuống, nói, Đại sư Long Ấn, liệu đối phương có phái cao thủ địa tiên vào chùa không? Long Ấn, chân nhân vào tới đây thì tu vi sẽ bị hạ thấp, còn chân quân thì không thể vào được. Ngô Bình, vậy có nghĩa chúng ta chỉ có nguy cơ phải đối phó với cao thủ chân nhân. Long Ấn, nếu sự không lành xảy ra, xin Ngô giáo chủ hãy đưa Thánh Tăng rời khỏi đây. Ngô Bình bình thản đáp, tôi đã nói rồi, tôi sẽ ở lại đây trấn thủ 3 ngày. Long Ấn khẽ thở dài, tình nghĩa của Ngô giáo chủ, Thánh Tăng tuyệt đối không bao giờ quên. Ngô Bình, tu vi của Thánh Tăng tương đương với một vị Bồ Tát, tại sao còn phải chuyển sinh vào Niết Bàn? Long Ấn, thực ra thì đây không phải chuyển sinh thực sự mà là nạn Bồ Tát. Qua được kiếp nạn này thì Thánh Tăng có cơ hội trở thành Đại Bồ Tát. Ngô Bình, hóa ra là kiếp nạn Bồ Tát của Phật môn. Long Ấn, muốn vượt qua kiếp số này thì có thể nhờ duyên, nhờ nhân duyên trốn nhân gian mà hóa giải. Có thể Ngô giáo chủ chính là nhân duyên mà Thánh Tăng đang chờ đợi. Ngô Bình xứng lại, tôi chính là nhân duyên mà Thánh Tăng đang đợi sao? Long Ấn gật đầu, thực ra nhiều năm trước Thánh Tăng đã có thể độ kiếp rồi, nhưng cứ chỉ hoãn đến giờ. Ngô Bình suy nghĩ, lẽ nào Thánh Tăng đã tiên đoán được rằng anh sẽ xuất hiện? Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước điện, Ngô Bình đang định đứng dậy thì người kia đã đi về phía anh trước. Người đó chính là Khương Tích. Thấy Ngô Bình, Khương Tích nói, tôi tìm anh cả nửa ngày rồi. Ngô Bình bảo cô ấy ngồi xuống rồi nói, Khương Tích, vị này là Đại sư Long Ấn. Khương Tích liếc nhìn Đại sư Long Ấn, sau đó không thèm đếm xỉa đến ông ấy. Đại sư Long Ấn cũng không để bụng, cười nói, hân hạnh được gặp Khương thí chủ. Khương Tích nói, tôi lên mạng xem, giờ đã nói được ngôn ngữ của các người rồi, lúc này Khương Tích đang nói tiếng quan thoại của Viêm Long. Phát âm rành mạch rõ chữ nghe rất chuẩn. Ngô Bình cười đáp, quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, vừa học đã biết. Khương Tích đang định nói gì đó thì đột nhiên cau mày nói, ở đây có một loại năng lượng gì đó áp đảo nguyên thần của tôi. Ngô Bình giật mình, trước đó anh cho rằng Khương Tích chỉ là con rối băng nên không quan sát kỹ. Giờ nhìn lại anh mới phát hiện ra tu vi của Khương Tích không hề thấp, ít nhất cũng phải là địa tiên cấp 5. Bảo sao mà bước vào đây khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Đan Châu nhìn thấy Khương Tích thì cười nói, chị à, chị xinh thật đấy. Ngô Bình liếc nhìn vị thánh tăng này một cái rồi hỏi, vậy cậu có muốn cưới cô ấy làm vợ không? Đan Châu đột nhiên xấu hổ, vội vã xua tay, không không, chị ấy trong sáng như đóa hoa sen trắng, chỉ có thể đứng ngắm nhìn từ xa. Ngô Bình gõ lên đầu Đan Châu một cái rồi đáp, nhóc con biết nhiều thứ quá nhỉ. Long Ấn nhìn thấy động tác của Ngô Bình thì không khỏi đứng hình, trong lòng nghĩ thầm đây là thánh tăng đấy. Sao Ngô Bình lại dám gõ đầu thánh tăng cơ chứ? Đúng lúc này, bên ngoài vọng tới tiếng bước chân nặng nề. Ngô Bình cau mày, đứng dậy đi ra trước cửa điện.
lúc này có một người đàn ông lực lưỡng cao hơn 2 mét đứng trước cửa điện. Kẻ này da khá đen, trông như người nước thân độc, trên đầu buộc một chiếc khăn màu xanh lam. Hắn tay trái cầm một chiếc chùy nặng, tay phải cầm một con dao dựa cong. Kẻ này nhìn Ngô Bình, tuét miệng cười âm hiểm. Hắn vung con dao trong tay lên với vẻ khiêu khích. Ngô Bình cười lạnh rồi búng tay một cái. Một quả cầu lửa bay về phía kẻ mới đến. Hắn vung con dao dựa lên chém vào quả cầu. Quả cầu phát nổ đoàng một tiếng, hóa thành một đạo sấm sét giáng xuống đầu kẻ mới đến. Hắn thét lên một tiếng, da mặt cháy đen, để lộ ra máu mủ dưới lớp da. Hắn vừa nhảy lên vừa kêu thét thảm thiết, bạt mạng chạy ra bên ngoài, không dám ở lại đó thêm một giây nào nữa. Ngô Bình lạnh lùng nói lớn, các người đều là rác rưởi vậy sao? Có kẻ nào mạnh chút không? Từng tên một đến trường mặt ra cho tôi đánh, đúng là quá nhạt nhẽo. Cậu quá hống hách. Bên ngoài chùa vọng tới một giọng nói, vậy cậu có dám đấu với tôi không? Ngô Bình cười lạnh, sao anh không dám vào đây mà đấu với tôi? Kẻ giấu mặt đáp, kết giới của chùa Kim Đỉnh trấn áp tu vi của tôi. Ngô Bình nhớn mày đáp, được, vậy ra ngoài đấu một trận. Long Ấn vội vã can, Ngô giáo chủ, không được. Ngô Bình, yên tâm đi, chỉ cần giết được vài tên lợi hại nhất là những kẻ khác sẽ không dám tới nữa. Anh đi ra khỏi sân chùa, bên ngoài có không ít người đang đứng, trong đó có một người thanh niên. Người này mặt trắng, không có râu, cao chừng hơn 1m8, mặc quần áo màu vàng kim, trên đầu quấn khăn trắng, ở giữa là một viên hồng ngọc. Nhìn cách ăn vận của người này, Ngô Bình hỏi, người thân độc. Đối phương lạnh lùng đáp, tôi là vương tử của nước thân độc, tên là Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn. Ngô Bình, vương tử sao? Theo tôi nhớ thì dòng tộc cao quý nhất của nước thân độc là bà La Môn. Cái chức vương tử này là anh tự nhận hay sao? Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn hử lạnh một cái, đáp thứ ngu si. Vương tộc của tôi là quý tộc trong bà La Môn. Trong tộc thân độc, thực sự thuộc bà La Môn có khoảng hơn 1 triệu người. Còn là vương tộc đích thực thì không tới 10.000 người. Ngô Bình, được thôi, mặc kệ anh là tộc gì. Người thân độc các người chạy tới Viêm Long này làm gì? Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn lạnh lùng đáp, phụng mệnh hành sự. Giao thánh tăng ra thì những người khác sẽ không phải chết. Ngô Bình nhìn Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn, đáp ai cho anh sự tự tin đó? Là thân phận quý tộc của anh sao? Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn nhìn Ngô Bình chằm chằm. Đáp cho dù có giao thánh tăng ra thì cậu cũng phải chết. Bởi vì cậu dám vô lễ với vương tộc. Ngô Bình cười hi hi đáp, vậy được rồi, chỉ đành đấu một trận sống còn thôi. Mời. Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn đột nhiên nhảy phốc lên cao, hét lên một cách đầy khoa trương rồi hai tay cầm cây búa định giáng xuống đầu Ngô Bình. Chiêu thức này trông thì hoành tráng mãn nhãn nhưng lại quá rườm rà. Ngô Bình lắc đầu, khẽ lắc người một cái là đã xuất hiện ở trên đầu Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn. Anh đạp luôn vào cổ anh ta. Rắc, một tiếng đanh gọn vang lên, vị vương tử có tu vi cảnh giới thuần dương của nước thân độc như một miếng thịt heo, nặng nề rơi xuống đất. Ngô Bình đáp xuống đất, thò tay vặt mất viên hồng ngọc trên mũ của Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn rồi nói, viên hồng ngọc của anh không tệ, tôi tịch thu. Mấy kẻ đứng ở phía xa đưa mắt nhìn nhau, Thái Mễ Nhĩ Nguyên Thuẫn này là cao thủ địa tiên, sao mới một chiêu đã gục rồi. Ngô Bình đưa mắt nhìn đám người còn lại rồi nói, các vị, tôi khuyên các vị nên về nhà nghỉ ngơi. Nếu còn xông lên nữa thì lại thêm vài người bỏ mạng. Rầm. Đúng lúc này, mặt đất chấn động dữ dội, một bàn tay khổng lồ lao ra từ lòng đất, vồ lấy Ngô Bình. Viêm Dương luôn túc trực bên cạnh Ngô Bình, lập tức lùi về sau thủ thế, giao đấu với bàn tay kia. Đoang, một tiếng nổ lớn vang lên, Ngô Bình bay lên không trung. Đúng lúc này, ở phía xa có một mũi tên lao tới nhanh như điện xẹt. Khi nhìn thấy mũi tên này, Ngô Bình như đông cứng lại, không thể phản ứng kịp. Trong lúc nguy hiểm, trong tay anh cầm một chiếc lá, gọi lớn, sư tỷ. Chương 787, giết chân quân. Một luồng ánh sáng xanh ôm lấy Ngô Bình. Một giây sau, một mũi tên bay tới va chạm với luồng ánh sáng xanh liền lập tức nát vụn. Cùng lúc đó, một mũi tên màu xanh bay ngược hướng mũi tên vừa bay tới. Tốc độ nhanh gấp 10 lần, uy lực lớn hơn cả 100 lần. Vút, ánh sáng xanh bay tới một đỉnh núi cách đó khoảng 1.000 mét. Một người đàn ông đang đeo ống tên, đứng trong tư thế dương cung thì đột nhiên bị luồng sáng xanh đi qua ấn đường. Giây tiếp theo, người đàn ông đó lập tức hóa thành tro bụi. Gió thổi khiến đám tro đó bay khắp nơi. Sau khi người biến mất, cung tên và ống tên rơi xuống mặt đất. Ở phía không xa, có người kinh hãi kêu lên, Tử Lôi chân quân bị giết rồi.
Trần Quân bị giết. Trong nháy mắt, bảy đạo lưu quang lao vút đi trên không trung. Khí tức đó đều là của địa tiên cảnh giới 5 trở lên. Luồng sáng xanh bao bọc lấy Ngô Bình, anh vút lên không trung, mượn sức mạnh của luồng sáng để bay tới đỉnh núi kia. Ngô Bình nhặt ống tên và cung tên lên. Cung và tên đều là đồ tốt, Ngô Bình không khách sáo mà thu lại, cất vào trong nhẫn chứa đồ rồi quay về sân chùa. Luồng sáng xanh kia xuất hiện trong vòng 3 phút, đợi khi luồng sáng tắt dần, nó thu lại thành một chiếc nhẫn màu xanh trong lòng bàn tay Ngô Bình. Ngô Bình liếc nhìn chiếc nhẫn, phát hiện đây cũng là một chiếc nhẫn chữ đồ. Hơn nữa không gian của nó còn to hơn không gian của chiếc nhẫn anh đang có một chút. Đám người tụ lại trước sân chùa lúc trước sớm đã chạy hết. Người giết được cả Trần Quân thì ai dám chọc vào. Ngô Bình quay lại đại điện, Khương Tích hỏi, khí tức ban nãy mạnh quá, quả thực còn mạnh hơn mẹ tôi năm xưa. Long Ấn cực kỳ kinh ngạc, nói, Ngô giáo chủ, ban nãy lão tăng cũng kinh ngạc, còn tưởng thánh tăng phục hồi được tu vi. Ngô Bình cười đáp, giờ chúng ta có thể được yên ổn mấy hôm rồi. Trời vừa sáng, Lý Huyền Bá và Tạ Phi đến chùa Kim Đỉnh. Người thân độc đã không còn tới làm loạn, hai người họ không còn việc gì làm nên tới chùa Kim Đỉnh tìm Ngô Bình. Tạ Phi là kỳ tài võ học, Ngô Bình liền dạy anh ta ngưng tụ quyền ý trong sân chùa. Đồng thời anh chỉ cho Lý Huyền Bá cách dùng thuốc cải thiện gen để nâng cao thể chất. Hai ngày trôi qua, không ai dám xông vào chùa Kim Đỉnh. Đến giữa trưa ngày thứ ba, Đan Châu đang ngồi thiền đột nhiên choàng mở mắt, nhìn Ngô Bình cười nói, đa tạ thí chủ mấy ngày nay đã bảo vệ bần tăng chu toàn. Ngô Bình phát hiện Đan Châu hiện giờ đột nhiên khí tức thâm sâu khó lường. Anh biết, lúc này Đan Châu đã quay trở lại là Thánh Tăng. Ngô Bình đứng dậy hành lễ, tham kiến Thánh Tăng. Thánh Tăng cười đáp, mấy ngày nay những thứ cậu dạy tôi đã giúp ích rất nhiều. Đa tạ. Ngô Bình chợt nhớ ra bông sen vàng mà Đại sư Thanh Liên đưa cho mình nên liền lấy ra rồi cười hỏi, Thánh Tăng chắc phải biết thứ này. Thánh Tăng có pháp hiệu là Long Tượng. Long Tượng nhìn bông sen vàng mà hơi ngạc nhiên, đây là sen vàng của sư tỷ Thanh Liên, hai người quen nhau sao? Ngô Bình liền thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, Long Tượng nghe xong thì gật đầu đáp, tôi nợ sư tỷ Thanh Liên một mối ân tình. Giờ tỷ ấy muốn đem mối ân tình này tặng lại cho cậu. Ngô Bình cười đáp, tôi có một chuyện muốn xin Thánh Tăng giúp đỡ. Anh kéo Lý Huyền Bá tới rồi nói, anh ấy tên là Lý Huyền Bá, là hoang cổ bá thể. Tôi đã truyền cho anh ấy bá tiên quyết và đoàn thể thuật. Chỉ có điều Huyền Bá chưa có sư phụ chân truyền nên hy vọng Thánh Tăng có thể thu nhận anh ấy. Long Tượng quan sát Lý Huyền Bá rồi cười đáp, cậu ấy có tư chất rất tốt. Đây không phải là cậu nhờ tôi giúp đỡ mà là đang tặng cho tôi một món quà lớn. Ngô Bình nói với Lý Huyền Bá, Huyền Bá, còn không mau bái kiến sư phụ. Lý Huyền Bá quỳ sụp xuống, dõng dạc nói, tham kiến sư phụ. Long Tượng vui vẻ cười đáp, được rồi, đứng lên đi. Ngô Bình, Thánh Tăng, việc đã xong xuôi, hậu bối xin cáo từ. Ngô Bình nói đi là đi, anh đưa theo Tạ Phi và Khương Thích. Còn Lý Huyền Bá thì ở lại theo Thánh Tăng học nghệ. Về đến quân doanh, Ngô Bình hỏi Tạ Phi, sao đột nhiên người thân độc lại biến mất chứ? Tạ Phi, tôi nghe người trong giới tu hành nói có một vị chân quân bị giết. Người của nước thân độc sợ bị liên lụy nên không dám tới xâm lược nữa. Ngô Bình không ngờ, giết một chân quân lại có uy lực lớn đến vậy. Vốn giờ anh đã có thể rời khỏi Tạ Nguyên, nhưng trong lòng anh vẫn canh cánh về thánh cảnh Thiên Tuyết. Lối vào thánh cảnh này rốt cuộc nằm ở đâu kia chứ? Hôm đó anh lại tới khu vực xung quanh lượn vài vòng nhưng không phát hiện ra gì cả. Hai ngày liền không thu hoạch được gì nên anh cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, đành cùng Khương Tích ngồi máy bay quay lại Thiên Kinh. Về đến trụ sở của Thiên Long đã là 7 giờ tối. Anh sắp xếp chỗ ở cho Khương Tích rồi nhờ mẹ mình chăm sóc cho cô ấy. Việc ở Tây Nam coi như đã kết thúc phiên mãn, Ngô Bình bảo Hoa Giải Ngữ báo cáo lại với cấp trên. Đương nhiên, việc ở chùa Kim Đỉnh thì anh không nhắc tới. Mấy ngày nay ở Tạ Nguyên, anh ăn không ngon ngủ không yên, anh rất nhớ những món ngon của Lina. Cho nên vừa quay về, anh lập tức bảo Lina chuẩn bị một bàn tiệc lớn để đánh chén một bữa no nê. Còn về Khương Tích thì anh giao lại cho Mộc Lan để Mộc Lan giúp cô ấy hòa nhập với cuộc sống ở thế giới mới. Cơm no rượu say xong anh đi nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục luyện nhóm động tác cuối cùng của đoàn thể thuật. Nhóm động tác này lúc ở Tạ Nguyên anh đã tranh thủ luyện tới động tác số 6 nên giờ chỉ còn lại 3 động tác cuối là xong. Khi bắt đầu tập luyện là anh say mê, không biết đến thời gian. Khi anh luyện xong động tác thứ 7 thì trời đã sáng. Anh chợp mắt một lát,
khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng, vừa đúng lúc đó thì Diệp Huyền gọi tới. Tiền bối, người có đang bận không? Trong điện thoại vọng ra tiếng cười nói của Diệp Huyền. Ngô Bình, có cái error sao sao gì thì nói mau đi. Diệp Huyền, chiều nay 2 giờ là giờ công chiếu bộ phim điện ảnh mới của Lâm Băng Tiên. Công ty 10 giờ sáng nay sẽ cho Lâm Băng Tiên livestream trên web để quảng bá phim mới. Tiền bối, tiền công ty đầu tư cho Lâm Băng Tiên trong nửa năm nay đã lên tới 1 tỷ rồi đó. Tiền này đệ tử tính cho tiền bối đấy nhá. Ngô Bình, nói láo. Băng Tiên chẳng phải cũng kiếm lại tiền cho công ty hay sao? Nếu anh không thích thì để tôi tự lập công ty rồi ký hợp đồng với cô ấy. Diệp Huyền hú hồn hú vía, đừng mà tiền bối. Đệ tử chỉ đùa thôi. Giờ cô ấy nổi lắm, phim cô ấy diễn, sự kiện muốn mời cô ấy ít cũng phải trả cát xê 100 triệu tệ. Ngô Bình, anh bảo hôm nay sẽ livestream đúng không? Live ở đâu vậy? Lập tức, Diệp Huyền gửi cho anh một liên kết. Ngô Bình ấn vào xong, lập tức nhìn thấy video livestream của Lâm Băng Tiên. Bao lâu không gặp, Lâm Băng Tiên giờ đã có khí chất hơn xưa nhiều. Đây có lẽ là sự thay đổi sau khi cô ấy trở nên giàu có và nổi tiếng. Lâm Băng Tiên hát rất hay, cô ấy đang hát lại ca khúc debut của mình. Giọng hát ngọt ngào với nụ cười như thiên thần tạo nên hiệu ứng rất tốt. Số người xem đã lên tới hơn 3 triệu. Người xem không ngừng thể hiện cảm xúc, tặng tên lửa, tặng du thuyền ảo tràn ngập màn hình. Ngô Bình xem một lát rồi ấn nút theo dõi tài khoản. Tên tài khoản của anh là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng vì có người khác đặt trùng nên anh phải thêm một chữ anh vào đằng trước thành anh Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó, anh lấy thẻ ngân hàng, bắt đầu bắn tặng tên lửa cho Lâm Băng Tiên. Một tên lửa là 500 tệ, anh bắn liền lúc 20 mũi tên tương đương với 10.000 tệ. Nhìn thấy dàn tên lửa của Ngô Bình, Lâm Băng Tiên cười ngọt ngào, nói cảm ơn anh Đông Hoàng Thái Nhất. Cảm ơn. Chúc anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngoas! Ngô Bình cố ý trêu chọc cô nên bình luận, tặng tôi cái hôn gió đi. Lâm Băng Tiên đã lăn lộn trong giới giải trí đến giờ này, đương nhiên không ngại sân khấu. Cô ấy thực sự tặng cho anh một cái hôn gió. Lúc này có một người dùng bình luận, em gái, qua đêm với thiếu gia đi, bao nhiêu tiền? Nhìn thấy dòng bình luận này, Lâm Băng Tiên tự động bỏ qua, không thèm đếm xỉa. Thế nhưng Ngô Bình lại không thể cho qua. Anh giận dữ bình luận, thứ vô học, về nhà mà ngủ với sao sao mày. Người dùng kia cũng giận dữ đáp lại, thằng danh, mày biết tao là ai không hả? Có tin tao gọi một cuộc điện thoại là san phẳng cả nhà mày không hả? Chương 788, ai giàu hơn ai? Ngô Bình cười khẩy, thật không? Nếu mày không làm được thì sao? Đối phương, thiếu gia đây mà không làm được thì gọi mày bằng ông nội. Ngô Bình, được, tao sống ở. Sau đó anh gửi đi một đoạn địa chỉ rất chi tiết. Đối phương, danh con, đợi mà xem, lần này mày chết chắc. Trong một căn biệt thự ở khu nhà giàu Thiên Kinh, một thằng nhóc chừng 18-19 tuổi đang nằm trên ghế sofa. Cậu ta ném điện thoại sang một bên rồi gọi, ông Tống. Lập tức, một người đàn ông hơn 50 tuổi cười thảo mai đi tới hỏi, cậu hai, có chuyện gì vậy? Cậu ta chỉ vào địa chỉ trên điện thoại nói, ông đem theo vài người tìm địa chỉ này rồi đem tên hống hách sống ở đó gô cổ đến đây cho tôi. Cậu ta họ Phan, tên Lôi. Nhà họ Phan có gia chủ là Phan Cực, là ông trùm bất động sản. Nhờ cơn sốt đất trong nước mà nhà họ Phan nhân cơ hội vươn lên, trở thành gia tộc sở hữu tài sản lên tới hàng chục tỷ tệ. Phan Cực có ba bà vợ, ba đứa con trai. Trong đó, Phan Lôi này chính là con trai thứ. Cậu ta được mọi người gọi là Phan Bá Vương. Là một trong tứ đại thiếu gia đất Thiên Kinh mấy năm gần đây. Phan Cực này có thể làm ăn lớn đến vậy là nhờ có nhà vợ ba. Bố vợ ông ta là Hoàng Nhiên, một vị quan chức to ở Thiên Kinh. Năm xưa còn suýt vào nội các làm thủ tướng. Từ nhỏ đã được nuôi lớn trong quyền lực và tiền bạc, lại là con vợ thứ nên Phan Lôi này tính tình nóng nảy, làm việc ngông cuồng, không ít lần gây rắc rối cho Phan Cực. Ông Tống quản gia sớm đã quen với thói hành xử của cậu hai. Ông ấy mỉm cười. Cầm điện thoại lên xem địa chỉ. Ông ta nhìn dòng địa chỉ mà cảm thấy có chút ấn tượng, nói cậu hai, địa chỉ này hình như tôi đã thấy ở đâu đó. Phan Lôi cười lạnh, được lắm, nếu đã là người quen của ông thì tôi có thể giữ lại cho hắn cái mạng. Ông Tống là người cẩn trọng, ông ấy nói, cậu hai, tôi nghĩ vẫn nên gọi một cuộc điện thoại trước. Ông Tống gọi điện hỏi một người bạn, sau khi hỏi xong, mặt ông ta trắng bệch ra, vội vã nói cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, ông ta nghiêm mặt nói, cậu hai, cậu không thể đắc tội với người không nên đắc tội này được.
Phan Lôi sững người, ngồi bật dậy hỏi, người không nên đắc tội. Là ai? Ông Tống khẽ thở dài đáp, một tổ chức bí mật, người của tổ chức đó nhà họ Phan chúng ta tuyệt đối không thể chọc vào. Phan Lôi tức lắm, trong bụng nghĩ tổ chức thần bí cái khỉ gió gì. Là ông già Tống này không muốn ra tay chứ gì. Đúng lúc này, Ngô Bình tiếp tục nhắn tin cho cậu ta, cháu nội, người của cháu đâu sao chưa đến. Ông sắp không đợi được cháu gọi ông một tiếng ông nội rồi đấy. Phan Lôi tức đến bốc khói đầu. Cậu ta nhắn tin lại, cháu trai, mày đợi mà xem. Cậu ta thay quần áo rồi đi ra ngoài. Ông Tống thấy thế thì sợ xanh lét mặt, vội vã kéo lại, cậu hai, chúng ta không đắc tội với họ được đâu. Nói láo, làm gì có người chúng ta không động vào được, cậu ta cười lạnh rồi đẩy ông Tống ra, rảo bước ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi nhà, Phan Lôi lại nhận được tin nhắn, cháu trai, cháu là công tử giả mạo à? Sao không thấy tặng quà vậy? Phan Lôi đứng lại rồi đáp, danh con, cho mày xem tài lực của thiếu gia đây. Nói rồi, cậu ta bắn một lúc 50 chiếc tên lửa. Ngô Bình sau đó lại mua 50 chiếc du thuyền ảo tặng Lâm Băng Tiên rồi bình luận, cậu chủ Phan, nhà cậu phá sản rồi hay sao mà phóng ra từng hào thế? Tên trên mạng của Phan Lôi là Phan Công Tử, thấy Ngô Bình dám cười nhạo mình, Phan Lôi đâu thể nhẫn nhịn. Cậu ta vuốt mua 100 chiếc du thuyền. Ngô Bình đang giúp Lâm Băng Tiên kiếm vài đồng tiền tiêu vặt. Anh nói, để cho cháu trai biết thế nào là giàu nhé. Nói rồi, anh mua 100 chiếc du thuyền. Loại du thuyền ảo này 2.000 tệ một chiếc, 100 chiếc là 200.000 tệ. Phan Lôi lại đi vào nhà, mắt như phóng ra lửa, bắt đầu thi với Ngô Bình xem ai nhiều tiền hơn. Thêm vài vòng nữa, Phan Lôi đã tiêu hết 2 triệu tệ, Ngô Bình cũng đã tiêu hết hơn 1 triệu rưỡi tệ. Đám đông ngồi cắn hạt dưa xem náo nhiệt vô cùng hưng phấn. Dù gì hạng người giàu đến mức ném mấy triệu qua cửa sổ không tiếc tay như thế này cũng không nhiều. Bọn họ thi nhau bình luận. Phan công tử, anh vẫn thiếu bạn gái sao? Em xinh đẹp hệt như Lâm Băng Tiên này. Anh trai Đông Hoàng, anh còn thiếu con trai không? Giờ em gọi anh bằng bố luôn này. Phan công tử dạy hắn một bài học đi. Đừng để hắn thắng. Đông Hoàng, tên anh bá đạo như vậy, sao có thể chịu thua được cơ chứ? Ngô Bình đọc bình luận xong mà bật cười, nói, cháu trai Phan, tặng du thuyền xưa rồi diễm. Nhìn cho kỹ nhé. Anh lướt tay trên màn hình, tặng 20 chiếc phi thuyền. Loại phi thuyền này cần phải rút thăm trúng thưởng mới có. Giá trung bình của nó khoảng 80.000 tệ một cái. 20 cái là 1.600.000 tệ. Phan Lôi hơi ngạc nhiên, dù là con nhà giàu nhưng tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu ta cũng chỉ có mấy triệu tệ. Vậy mà tên kia quẹt tay một cái đã tiêu hết 1.600.000 tệ, điều đó khiến Phan Lôi không khỏi đau chứng. Sau khi tặng phi thuyền, Ngô Bình hỏi, thế nào rồi? Chùn hả, hết tiền rồi, gọi điện xin bố đi, ha ha. Phan Lôi tức muốn hộc máu, ngay lập tức đi rút thưởng, sau đó tặng 20 chiếc phi thuyền. Ngô Bình bắt đầu thấy phiền nên anh gọi Long Vệ, bảo họ đăng ký tài khoản rồi đặt tên na ná nhau. Nào là ông Đông Hoàng Thái Nhất, anh đẹp trai Đông Hoàng Thái Nhất. Tính cả tài khoản của anh tổng cộng có 21 cái. 21 tài khoản cùng lúc rút thăm trúng thưởng phi thuyền, sau đó mỗi lần tặng là 30 cái. Nhìn thấy chỗ phi thuyền trên màn hình, ai cũng sững sờ. Trời ơi, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, nhiều tiền quá. Phú ông, đây mới đích thị là phú ông. Trên nền tảng phát trực tiếp này, chi tiêu hơn 1 triệu tệ là trở thành VIP. 21 tài khoản của Ngô Bình đều trở thành VIP cả. Lúc này, anh hỏi Phan Lôi, cháu trai, có phải không chơi được nữa rồi không? Không sao, gọi ông nội một tiếng rồi xin lỗi chị Băng Tiên là chuyện sẽ xong. Phan Lôi run lên, cậu ta đương nhiên không ngu đến mức tiếp tục đấu với Ngô Bình. Dù gì cậu ta đã tiêu hết 5 triệu tệ, gần như đó là giới hạn nguồn vốn tối đa cậu ta có thể huy động được. Đúng lúc này, Ngô Bình phát hiện trên màn hình xuất hiện chữ PK. Hóa ra Lâm Băng Tiên đang phải PK với một nữ minh tinh khác đang phát trực tiếp cùng giờ đó. Quá trình PK này chính là sao nữ nào được nhiều fan tặng quà hơn là thắng. Ngoá nó, có kịch hay xem rồi, Cao Phi Phi được mệnh danh là nữ hoàng livestream còn Lâm Băng Tiên thì là ngôi sao điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng. Hai người họ mà PK thì quá kịch tính. Kịch tính gì chứ, sau lưng Cao Phi Phi có 4 đại gia, nghe nói mỗi người gia sản chục tỷ. Có sự hậu thuẫn của họ thì Cao Phi Phi thắng chắc. Người bên trên không phục, đáp anh không nhìn thấy sao. Có phú ông mở 21 tài khoản tặng quà cho Lâm Băng Tiên. Tổng giá trị quà tặng là hơn 20 triệu tệ.
Người kia, anh quá ngây thơ, chắc chắn là do công ty quản lý của Lâm Băng Tiên dùng chiêu trò để marketing. Khác gì lấy tiền túi phải cho vào túi trái đâu cơ chứ. Hai phe tranh cãi kịch liệt, còn trận PK thì đã bắt đầu. Phi Phi, anh đến rồi đây, đột nhiên một trong bốn vị đại gia chống lưng cho Cao Phi Phi xuất hiện chào hỏi. Người này có tên tài khoản là Tiêu Giao Quân. Cao Phi Phi xinh đẹp ngọt ngào, da trắng nõn lại thêm một cặp đào khủng. Có điều mắt Ngô Bình rất tinh, anh vừa nhìn là biết Cao Phi Phi trang điểm rất đậm. Mặc dù nhan sắc không tệ nhưng cùng lắm chỉ được 9 điểm. Nếu phải đem so sánh thì nhan sắc xinh đẹp tự nhiên 12 điểm của Lâm Băng Tiên hoàn toàn hơn xa. Thêm nữa là Cao Phi Phi giọng hát rất bình thường, thua xa Lâm Băng Tiên. Huống hồ, Ngô Bình chắc chắn cặp đào kia đã đụng dao kéo, bên trong toàn là silicon. Chương 789, PK phát sóng trực tiếp. Anh Tiêu Giao, người ta nhớ anh chết đi được, Cao Phi Phi nói bằng giọng nũng nịu. Tiêu Giao Quân, Phi Phi, hôm nay anh sẽ giúp em chiến thắng dễ dàng. Hứ, dám bốc phét trước mặt anh Đông Hoàng, to gan lắm, Ngô Bình lập tức múa phím, Cao Phi Phi đã đụng dao kéo, làm sao có thể so với Lâm Băng Tiên của tôi chứ? Tiêu Giao Quân này thực ra là do công ty quản lý của Cao Phi Phi đóng giả để tạo độ hot, nâng đỡ Cao Phi Phi. Người phụ trách tài khoản Tiêu Giao Quân này thấy có người dám hạ thấp Cao Phi Phi thì điên tiết. Cháu trai, mồm hơi loe rồi nhé, Cao Phi Phi nhà tôi là mỹ nữ số 1 trên mạng, không phải người mà anh có thể hạ bệ được đâu. Ngô Bình không có hứng tranh cãi bởi PK đã bắt đầu rồi. Anh bảo 20 long vệ cùng lúc tặng quà. Tất cả đều là phi thuyền, mỗi lần 20 chiếc. Tổng chi phí lần này là 32 triệu tệ. Tiêu Giao Quân hú hồn, thông thường lúc PK, chỉ cần được tặng mấy triệu tệ là đã thừa sức thắng rồi. Thế mà tên lạ mặt này là ai, lại đi tặng quà 32 triệu tệ. Điên rồ. Nhìn thấy cảnh này, Phan Lôi cũng dần bình tĩnh lại. Thậm chí cậu ta bắt đầu tự hỏi người này rốt cuộc là ai. Đúng lúc này, có người đạp cửa phòng Phan Lôi. Đó không ai khác ngoài bố cậu ta Phan Cực. Ông ta lao vào phòng, mặt xa sầm lại quát, thằng khốn nạn, suýt nữa thì mày gây họa lớn rồi con. Phan Lôi tự hỏi mình đã làm gì. Phan Cực hỏi ông Tống, nó vẫn chưa đi đến đó đấy chứ. Ông Tống đáp, dạ chưa, cậu ấy chưa đi tới đó. Nãy giờ mới ở trên mạng đấu khẩu với người đó. Phan Cực giật lấy cái điện thoại thì thấy anh Đông Hoàng Thái Nhất đang điên cuồng tặng quà. Ông ta hít một hơi lạnh rồi nói, con trai, bố cho mày 100 triệu, mày tặng quà cho Lâm Băng Tiên đi. Phan Lôi hú hồn hú vía, bố điên sao? Bỏ 100 triệu ra mua quà sao? Phan Lôi khẽ thở dài đáp, ngu lắm con ơi, con đã đắc tội với Bồ Tát sống rồi, người ta một đập cũng đủ để san phẳng nhà họ Phan chúng ta. Phan Lôi run rẩy, hỏi ngay, bố. Người đó rốt cuộc là ai vậy? Phan Cực thở dài, với vai vế của bố cũng không nghe ngóng rõ ràng được, có điều nhân vật này chắc chắn không thể động tới. Được rồi, đừng phí lời nữa, tặng quà đi. Mặc dù không muốn nhưng dưới sự theo dõi của bố, Phan Lỗi ngoan ngoãn tặng quà cho Lâm Băng Tiên. Không chỉ có vậy, còn đi xin lỗi Ngô Bình. Anh Đông Hoàng, em xin lỗi. Ban nãy là em có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, xin anh tha thứ cho em. Em lập tức tặng cho cô Lâm 1.000 chiếc phi thuyền. Đám đông đều kinh ngạc. 1.000 chiếc phi thuyền. Đó là 80 triệu tệ. Mẹ nó, có còn là người không vậy? Một tay nhà giàu khác ở chỗ Cao Phi Phi gửi một đống biểu cảm kinh ngạc. Tài khoản của người này là đi ngàn dặm tìm niềm vui. Trong số những người giàu chống lưng cho Cao Phi Phi, chỉ có mình tài khoản này là thật. Do Ngô Bình và Phan Lôi điên cuồng tặng quà nên giá trị quà tặng Lâm Băng Tiên nhận được chẳng mấy chốc đã hơn 100 triệu tệ và đang nhích dần tới con số 200 triệu, bỏ xa Cao Phi Phi ở đằng sau. Lúc này, trong trụ sở của một công ty phát sóng, một người đàn ông trung niên đập bàn cái rầm, mắt nhìn chằm chằm màn hình rồi nói, nghệ sĩ mạng của chúng ta PK với người khác chưa bao giờ thua. Thêm nữa hôm nay số người xem live đã lên tới hơn 10 triệu người, quả thực là chưa từng có, chúng ta không thể thua. Kế toán. Chuẩn bị 500 triệu, đạp đổ đối phương. Thủ thuật tự tặng quà này thực ra cũng phải bỏ vốn, khoảng 20% số tiền sẽ bị thất thoát. Cũng có nghĩa là, nếu đổ 500 triệu vào đó sẽ lỗ mất khoảng 100 triệu. Diệp Huyền cũng đã tham gia, tên tài khoản của anh ta là Lưu Miêu Nhất Đao. Diệp Huyền lẩm bẩm, tiền bối chơi tất tay thật, phải tham gia cùng mới được, nói rồi cũng thả một dàn phi thuyền. Có điều, cuộc phản kích của đối phương cũng đã bắt đầu. Bốn vị đại gia bên phía Cao Phi Phi cùng lúc ra tay,
mỗi người bỏ ra 100 triệu tệ để phản công Lâm Băng Tiên. Ngô Bình vốn tưởng cuộc PK đã kết thúc, ai ngờ đối phương vẫn chưa chịu thôi. Anh cười lạnh rồi nhắn tin cho Diệp Huyền, bảo công ty anh đổ vào 1 tỷ. Diệp Huyền, tiền bối, nếu đập vào 1 tỷ là sẽ lỗ 200 triệu. Như vậy không ổn. Ngô Bình, 200 triệu này tôi tài trợ. Diệp Huyền cười hi hi đáp, sao thế được? Được, đệ tử sẽ đổ tiền vào, dìm chết mấy con rán nhà giàu kia. Thế rồi, Diệp Huyền huy động lực lượng công ty để đổ vào 1 tỷ. Thực ra làm vậy sẽ có tổn thất, dù gì còn chưa biết bộ phim điện ảnh kia có kiếm được 200 triệu tệ không. Nhưng Ngô Bình đã ra lệnh, Diệp Huyền không thể không làm theo. Cho nên, giờ này anh ta không quan tâm đến lời lỗ nữa. Chỉ một lát sau, cục diện lại nghiêng về phía Lâm Băng Tiên. Được tặng mấy tỷ trong một buổi livestream thế này, trên toàn thế giới chưa từng có tiền lệ. Trận PK này lập tức lên top tìm kiếm thịnh hành. Số người xem từ 10 triệu lên 30 triệu rồi 50 triệu. Đến nỗi máy chủ của trang phát sóng trực tiếp Đông Anh suýt thì ngừng hoạt động. Trong 50 triệu người xem này có không ít người tới đây nhờ top tìm kiếm thịnh hành. Diệp Huyền đương nhiên không thể lãng phí cơ hội tốt thế này, lập tức thêm hoạt động rút thưởng và các hoạt động tương tác vào buổi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, anh ta còn mời cả Trần Lăng Xương cùng phát sóng với Lâm Băng Tiên. Bộ phim điện ảnh này là lần hợp tác thứ hai giữa Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương. Bộ phim được đầu tư hoành tráng, thuê biên kịch nổi tiếng thế giới, hiệu ứng và kỹ thuật quay dựng tân tiến nhất. Đạo diễn của bộ phim cũng vừa đạt được thành tích khủng với bộ phim đem lại doanh thu 20 tỷ tệ. Hiện đang diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng vé xem phim. Tỷ lệ trúng thưởng lên tới 30%, cũng có nghĩa là có khoảng 15 triệu người sẽ được nhận vé xem phim miễn phí. Đương nhiên, ngoài vé xem phim còn có cả vé xem hòa nhạc của Lâm Băng Tiên. Đồng thời, Diệp Huyền mua top thịnh hành ở nhiều trang mạng khác nhau, để đề tài này tiếp tục hot. Nếu so sánh thì Cao Phi Phi hoàn toàn đã bị hào quang của Lâm Băng Tiên làm lu mờ. Nụ cười trên mặt Cao Phi Phi càng lúc càng gượng gạo, sau cùng chỉ đành kết thúc PK trước. Giám đốc công ty quản lý của Cao Phi Phi mặt sụ ra một đống. Ông ta lạnh lùng nói, gọi đội trưởng đội bảo vệ lên đây. Đội trưởng đội bảo vệ của công ty này không phải người thường mà cũng là người tu luyện, hành tẩu giang hồ và khá có sức ảnh hưởng ở Thiên Kinh. Công ty này mời bằng được người này làm đội trưởng đội bảo vệ là vì xem trọng năng lực và các mối quan hệ của anh ta. Chỉ một lát sau, trưởng đội bảo vệ đã tới. Anh ta hỏi, ông chủ, có chuyện gì vậy? Ông giám đốc, tôi muốn anh đi xử lý người này. Tiền nong không thành vấn đề, cũng không cần lo hậu quả. Nói rồi, ông ta đẩy danh thiếp bên trên có địa chỉ công ty của Diệp Huyền ra. Đội trưởng đội bảo vệ liếc nhìn tấm danh thiếp rồi trả lại cho ông giám đốc, nói, ông chủ, tôi khuyên ông không nên chọc giận vị thiếu gia này. Ông không đủ sức đâu. Giám đốc kia xứng lại, cậu nói không thể động tới người này sao? Đội trưởng đội bảo vệ gật đầu, đừng nói là ông, đến người của bang Long Xà có gặp cậu chủ này cũng phải ngoan như thỏ ấy chứ. Ông giám đốc kinh ngạc, bất giác nuốt nước bọt, lợi hại đến vậy sao? Đội trưởng đội bảo vệ thực ra cũng đã tu luyện đến cảnh giới luyện khí thành sức mạnh nên cũng biết kha khá chuyện giang hồ. Anh ta đáp, đâu chỉ lợi hại, nghe nói cậu chủ Diệp này quen biết rất nhiều tai to mặt lớn, thường xuyên ra vào đường lâu, gọi anh xưng em với những nhân vật lừng lẫy trốn giang hồ. Còn nữa, một vị tiền bối của cậu ta là một cao thủ đỉnh của đỉnh. Ông chủ, tôi có thể nói với ông như thế này, một lời của người đó đủ để khiến cả nhà ông mất mạng. Thậm chí, có thể lấy luôn cả công ty của ông. Ông giám đốc toàn thân run rẩy, vội vã nói, chuyện này bỏ qua đi. Ông ta nói xong mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Chương 790, Lâm Băng Tiên bất chấp tất cả. Việc tặng quà trên livestream, Ngô Bình cũng chẳng coi là chuyện gì lớn. Có điều việc phát sóng trực tiếp này đột nhiên khiến anh nhớ tới bạn học cùng trường cũ Diêm Lập Vũ. Công ty anh ta có 4 kênh phát sóng trực tiếp để bán hàng online lớn. Anh mở danh bạ tìm số điện thoại Diêm Lập Vũ rồi nhấn nút gọi. Diêm Lập Vũ đang họp ở công ty, thấy Ngô Bình gọi điện thì lập tức ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó mới ấn nút nghe. Anh ta cười thảo mai nói, anh Bình, em đây. Ngô Bình, ông chủ Diêm, lần trước chúng ta bàn chuyện bán dược phẩm bảo vệ sức khỏe trên livestream, không biết anh còn nhớ không? Diêm Lập Vũ cười đáp, còn nhớ, em vẫn đang đợi tin của anh đây. Ngô Bình, công ty Dược Long Huy có một loại thuốc giúp cải thiện các bệnh về mạch máu, đã bán trên thị trường khoảng 1 năm rồi. Phản hồi của người sử dụng rất tốt,
giờ chúng tôi đang định phát triển dòng sản phẩm thế hệ thứ hai gọi là thuốc bổ khang tâm, hiệu quả sẽ còn tốt hơn dòng sản phẩm ban đầu. Diêm Lập Vũ đáp, công ty Dược Long Huy em từng nghe nói rồi, hình như đang chuẩn bị lên sàn chứng khoán, rất có thể sẽ trở thành một doanh nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ trong tương lai. Ngô Bình, ông chủ Diêm, lát nữa người của tôi sẽ liên lạc với anh. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác, nếu hiệu quả tốt thì có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa. Diêm Lập Vũ biết rõ khả năng của Ngô Bình nên vội vàng đáp, anh Bình yên tâm, chúng ta hợp tác với nhau, chắc chắn có thể thắng lớn. Sau đó, Ngô Bình liền bảo Lý Quảng Long liên lạc với Diêm Lập Vũ để bàn chuyện hợp tác. Trước mắt, loại thuốc thứ hai đang chuẩn bị lên sàn, sản lượng hiện tại đang tăng rất nhanh. Ngoài ra, trước đó anh cũng đã đưa phương thuốc tiểu đường tuýp 2 cho Lý Quảng Long, trong khoảng một tháng tới sẽ có thể đưa vào sản xuất. Đến khi đó, ba loại thuốc sẽ cùng được bán, ít nhất doanh thu sẽ đạt khoảng 300 tỷ tệ, lợi nhuận dòng khoảng 150 tỷ tệ. Lý Quảng Long nhận được điện thoại thì lập tức liên hệ với Diêm Lập Vũ để bàn chuyện hợp tác. Buổi chiều, Ngô Bình gọi Diệp Huyền cùng đi xem buổi công chiếu phim của Lâm Băng Tiên. Ở họp báo công chiếu, không chỉ có các fan của Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương mà còn có cả một số nhân vật quan trọng trong giới điện ảnh đến dự. Ngô Bình ngồi trong một góc, không lâu sau, Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương lên bục phát biểu, mọi người ở dưới nhiệt liệt hoan hô cổ vũ. Diệp Huyền ra sức vẫy tay. Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Xương về phía đó. Nhìn thấy Ngô Bình, mắt hai cô gái sáng lên rồi gật đầu chào anh. Sau phần đầu của buổi lễ là phần công chiếu chính thức. Phim có cốt truyện cô đọng, không lủng củng, tình tiết kịch tính, các phân đoạn tình cảm được đan xen vừa phải. Hơn nữa, Lâm Băng Tiên đã vô cùng nỗ lực, kỹ năng diễn xuất tốt hơn hẳn năm ngoái. Đặc biệt là những cảnh hành động của Trần Lăng Xương vô cùng mãn nhãn. Trên phạm vi toàn thế giới, bỏ qua những bộ phim dùng kỹ xảo thì khó có nữ diễn viên nào vượt được Trần Lăng Xương trong khoản đóng những phân cảnh hành động. Buổi công chiếu kết thúc, Trần Lăng Xương và Lâm Băng Tiên bước về phía Ngô Bình. Anh Ngô Bình, Lâm Băng Tiên vui vẻ xà vào lòng anh. Trần Lăng Xương nhún vai, nói, nhanh lên, tôi còn chưa được ôm đâu đấy. Lâm Băng Tiên đỏ mặt, sau đó mới buông Ngô Bình ra. Ngô Bình cười nói, Băng Tiên, em diễn tốt lắm. Trần Lăng Xương cười hỏi, còn tôi thì sao? Ngô Bình, cô là diễn viên lão làng rồi, còn cần phải nói sao? Trần Lăng Xương lườm anh một cái rồi nói, tôi mà lão cái gì chứ? Diệp Huyền cười hi hi nói, hai người đẹp, chúng ta đừng đứng đây nữa. Đi, đi tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện thôi. Chỗ tổ chức buổi công chiếu cách đường lâu không xa nên Ngô Bình quyết định đưa họ tới đường lâu. Đến nơi, bốn người họ tám chuyện một lát, sau đó... Lâm Băng Tiên đột nhiên nói, anh ơi, mấy hôm trước bố em đã liên lạc với em. Ngô Bình rất ngạc nhiên, lần trước anh xem quẻ giúp Lâm Băng Tiên. Quẻ nói bố cô ấy chưa chết, nhưng không ngờ lại liên lạc lại sớm như vậy. Anh cười nói, đó là chuyện tốt, bố em đang ở đâu? Lâm Băng Tiên, ông ấy đang ở Mexico, nói là bận làm ăn ở bên đó. Tạm thời không thể rời khỏi đó nên bảo em tới tìm ông ấy. Ngô Bình hỏi, ông ấy không về nước được sao? Lâm Băng Tiên lắc đầu, ông ấy nói rất bận, mẹ em rất nhớ ông ấy nên nằng nặc nói muốn tới Mexico. Ngô Bình gật đầu, đoàn tụ sớm cũng tốt, có điều ở Mexico quá hỗn loạn, để anh cử người đưa mẹ con em đi. Lâm Băng Tiên gật đầu, em cảm ơn anh. Trần Lăng Xương cười nói, vừa hay phim mới của tôi có một phân cảnh quay ở Mexico. Để tôi đi cùng Băng Tiên, như vậy sẽ có bạn. Ngô Bình, cũng tốt. Sang bên đó có vấn đề gì thì liên lạc với tôi ngay nhé. Những tổ chức khác chưa nói nhưng riêng Hắc Thiên Giáo và Thiên Long của anh đều có căn cứ ở vùng Nam Mỹ. Hơn nữa, Đường Môn cũng rất có sức ảnh hưởng ở Mexico. Họ nói chuyện đến chiều tối thì Ngô Bình dặn người của Đường Lâu dọn tiệc lên. Họ tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Huyền biết ý nên ăn uống được một lúc liền kêu đau bụng rồi tiện thể kéo theo Trần Lăng Xương với lý do nhờ cô ấy đi mua thuốc cùng. Cứ như vậy. Sau 8 giờ, ở đường lâu chỉ còn lại Ngô Bình và Lâm Băng Tiên. Lâm Băng Tiên cười tươi rói nhìn anh rồi hỏi, anh, người có nickname anh Đông Hoàng Thái Nhất lúc em phát trực tiếp chính là anh đúng không? Ngô Bình hơi ngạc nhiên, sao em biết được? Lâm Băng Tiên, người có thể tiêu nhiều tiền cho em như vậy cũng chỉ có anh thôi. Ngô Bình cười đáp, không phải công ty của Diệp Huyền cũng vậy sao? Lâm Băng Tiên, cậu chủ Diệp cũng keo kiệt lắm. Cậu ấy bỏ ra bao nhiêu tiền đầu tư thì cũng thu lại từng đó.
Hơn nữa công ty phát sóng trực tiếp Đông Doanh đó cũng là công ty con của cậu chủ Diệp. Nên tiền từ túi bên trái lại chảy sang túi bên phải thôi mà. Ngô Bình, keo kiệt thật đấy, thế số quà tặng anh tặng em không bị tên đó cắt xén mất đấy chứ. Lâm Băng Tiên cười đáp, không có, tất cả đều vào tài khoản của em. Có điều mất tận 30% thuế. Ngô Bình, nộp thuế ích nước lợi dân nên cũng không sao cả. Nói đến đây, anh lấy ra một viên linh châu vạn năm, bóp nát rồi cho vào một cái lọ, nói, mỗi ngày uống một thìa nhỏ với nước, có thể ngày càng xinh đẹp. Còn cả cái này nữa. Nói rồi anh lại lấy ra một bình bồi nguyên tán, sau đó hướng dẫn cô cách sử dụng. Lâm Băng Tiên không hiểu hết giá trị của những thứ quý giá này, nhưng chỉ cần là đồ của Ngô Bình thì cô đương nhiên rất thích. Lâm Băng Tiên gật đầu đáp, cảm ơn anh Ngô Bình. Ngô Bình, Băng Tiên, em có được thành tựu như hôm nay, anh rất vui mừng. Hai người họ đã lâu không gặp nên nói chuyện đến tận 11 giờ đêm. Lâm Băng Tiên đỏ mặt nói, anh Ngô Bình, hôm nay muộn quá rồi. Hay là em ở lại đường lâu nhé? Ngô Bình gật đầu, được, để anh dặn người chuẩn bị phòng cho em. Lâm Băng Tiên gật đầu. Không lâu sau, Ngô Bình đưa Lâm Băng Tiên về phòng rồi cười nói, nghỉ ngơi đi nhé, anh đi đây. Lâm Băng Tiên đột nhiên lảo đảo rồi ngã xuống đất. Ngô Bình kinh ngạc, vội vã dìu cô dậy rồi hỏi, Băng Tiên, em sao vậy? Lâm Băng Tiên, anh Ngô Bình, đột nhiên em bị choáng. Có phải là do uống nhiều rượu không nhỉ? Ngô Bình hạn hán lời, tửu lượng không tốt thì em uống ít thôi chứ. Đều là do tên nhãi Diệp Huyền ép rượu, để anh xử lý cậu ta. Ngô Bình dìu Lâm Băng Tiên lên sofa rồi massage cho cô. Lâm Băng Tiên thấy rất thoải mái, đột nhiên ôm chặt lấy Ngô Bình không chịu buông. Ngô Bình bất lực nói, Băng Tiên, em ôm anh thế này thì sao anh massage cho em tỉnh rượu được? Em không muốn massage, em muốn anh ôm em, Lâm Băng Tiên nhất quyết không chịu buông. Lúc này cô chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà thôi. Ngô Bình vỗ lưng cô, khẽ thở dài đáp, Băng Tiên, đối với em anh không phải lựa chọn tốt. Em biết, Lâm Băng Tiên khẽ đáp, em biết anh còn người con gái khác, nhưng em không thể nghĩ nhiều đến vậy. Em yêu anh, em nguyện dâng hiến tất cả cho anh. Lâm Băng Tiên đột nhiên trở nên nhiệt tình, chủ động hôn Ngô Bình. Ngô Bình không từ chối, chuyện gì đến cũng đã đến. Sau cuộc ân ái, Lâm Băng Tiên nằm trên người anh. Hít hà mùi thơm trên da thịt anh rồi nói, anh à, anh có mùi thơm quá. Ngô Bình, cơ thể anh không có tạp chất, lại được linh khí tinh luyện nên đương nhiên là thơm rồi, sau này em uống bồi nguyên tán và bột linh châu anh cho, trên người cũng sẽ có mùi hương thơm như vậy. Lâm Băng Tiên sáng mắt lên, hỏi thật vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.